Trời ơi, cái gì vậy, sân khấu đây đó hả? Đi vô đi, đi vô đi, đi vô đi. Ánh mua, sáng. Mua xăm xăm cho ca sĩ hoài. 1 triệu đô, một khán giả, một máy quay. Đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu, kêu đạo diễn vô đi. Đạo diễn đâu, có live show gì kỳ vậy? Đạo diễn đâu? Cái gì đây, cái gì đây? Sao em? Âm thanh ánh sáng vậy đó hả? Mời 1 triệu đô về vậy đó hả? Ờ, em thông cảm, tại vì anh đầu tư nhiều quá. Tôi cần âm thanh phải là tiêu chuẩn quốc tế. Em bình tĩnh nghe giải thích nè. Cái phần dàn dựng của anh là coi như nó quá công phu. Có cặp có đôi rồi, nhưng mà tại vì cái người em làm hư hết cái bài múa của anh. Người sao, em sao dư vũ công này vậy? Đây là vệ sĩ của em. Là trong cái bài là dựng là có vệ sĩ đứng cái bên vậy luôn hả? Còn ông nội này đứng làm gì vậy? Ca sĩ ta hát, ông nội đứng làm sợ chó cắn hay vậy chứ gì? Cái gì? Còn cái nhiệm vụ của tôi là dàn dựng một cái chương trình, em phải thông cảm cho tôi chứ. Chương trình không lớn không cảm vậy, được phải... Mời một nghệ sĩ quốc tế về đây mà cái sân khấu sơ sài như vậy làm sao? Trời, tôi đã dàn dựng một cái bài quá không hay. Không biết tôi... đền hợp đồng. Nó làm hư hết cả chương trình tôi. Hư hết rồi làm gì cái bài múa. Tay vô cặp vô đôi đẹp quá, cái cặp của Sega. Cái gì vậy ông nội? Bây giờ em muốn sao bây giờ em ơi? Nói chuyện với quản lý. Giờ anh muốn sao anh? Tôi phải quản lý. Cái gì kỳ vậy? Tôi là vệ sĩ. Tôi muốn nói chuyện với em sao? Không có nói gì hết. Bây giờ sao vệ sĩ? Nói chuyện với quản lý, tôi vệ sĩ. Em ơi, cho anh gặp. Cho anh gặp quản lý em ơi. Nói chuyện với quản lý. Ai bầu show? Chương trình này là tôi cũng nhận tiền của bầu show. Nói chuyện với quản lý, tôi vệ sĩ. Bây giờ muốn nói chuyện với ấy sao? Nói đi. Tiêu chuẩn của tôi đặt ra là khách sạn. Khách sạn phải là từ 8 sao trở lên. Ok. Dạ. Thì tới đây tắm thì... Tắm là phải nước suối đàng hoàng. Tôi từ bên Hàn Quốc về. Nước suối là phải ở đâu? Biết không? Dạ, nước suối là ở trên Hang núi. Hang Sơn Đòn. Rau sạch là trồng ở núi Phan Xipang. Ở đây. Vậy quá đơn giản mà. Em thông cảm, tại ở đây là... Dạ, thưa anh. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là bầu show của chương trình này anh à. Đây, bầu show. Dạ, bầu show. Nói chuyện. Dạ, cái chuyện mà em mời chị ca sĩ Giang Hồng Ngọc về là do gia đình em bỏ cái số tiền này ra, mời chị về. Nói chuyện quản lý, tôi vệ sĩ. Ủa, vệ sĩ, tránh ra đi. Mệt quá, nãy giờ không nói sớm. Tôi yêu cầu khách sạn 8 sao trở lên đâu. Đơn giản mà, quá đơn giản. 1000 bông hồng, xanh Cuban, thay mỗi ngày đâu. Sân khấu lộng lẫy đâu. Mời ca sĩ 1 triệu đô, một máy quay, một đạo diễn. Em ơi, em nghe giải thích nè. Khách sạn 8 sao cũng có với em rồi đó. Em ở 4 cái khách sạn, mỗi khách sạn 2 sao rồi gộp lại cũng 8 sao rồi. Bò sữa dắt cho tôi mỗi ngày tôi uống đâu. Hả? Tôi yêu cầu ông bà chủ dắt cho tôi. Đâu? Ui, ông dắt sữa rồi, Ủa, dắt luôn hả? Sữa đâu dắt ông? Đừng lo nha, đem ra cho uống liền. Đem ra cho uống liền. Trời ơi, cô có là sữa rồi. Cô là cô mai phước lắm mới được ông hầu mà đi dắt sữa cho cô uống á. Trời mà ổng là có cái tật hay quên, không biết ông dắt cái sữa con gì đây nè. Im lặng. Chị muốn sao chị? Nói chuyện với quản lý. Nói chuyện quản lý. Trời sao khó quá vậy? Mà trời, tôi khổ tâm với cái cô ca sĩ này quá à. Con tôi nó ái mộ cổ, tôi thương con tôi đưa cổ về đây. Cô hành hạ vợ chồng tôi quá trời quá đất à. Sao anh? Uống sữa gì? Của tôi nguyên chất. Cho nói chuyện chút thôi. Nói chuyện không? Nói chuyện thôi mà. Nói chuyện không chị? Ông nói đi. Tiếp cận rồi đó, nói chuyện đi. Tôi qua đây là chủ yếu cho bà nói đó. Nói đi, bên bệnh tiếp cận. Xin tới chị. Có sữa rồi. Uống đi, tôi mới dắt luôn á. Thôi đã. Wow. Sữa. Uống đi chị. Uống hết nè, có sức để hát. Uống sữa đi. Mà cũng đẹp nữa. Uống hết cái sức để hát, đúng rồi, uống hết luôn. Hay quá. Uống hết nha. Được không? Lấy ly nữa đi. Ly đầy nữa. Lấy một xô luôn nha. Ba, chỉ làm gì cũng đẹp hết đó ba. Đẹp không con? Chiều ý con đó, ba mới đẹp vậy đó. Bây giờ con lại gần, con chụp hình đi. Anh, tụi em bỏ tiền ra mà. Em mời cái cách xê cổ khủng quá rồi. Bây giờ cho con tôi chụp hình miếng chứ. Lấy điện thoại ra. Khó quá. Tôi ghét mấy cha quản lý mà lấy với chì dễ râu lắm nha. Đừng có râu như có thì thôi, đừng có dẻ. Mày đặt nó lấy chì quẹt tôi không mua rồi. Nè coi nè cái thứ gì à. Tôi là vệ sĩ. Đi. Ghét mà người. Cái chừng nó ngắn
bụng mà đứng nó ra đây. Đây đây đây, rồi rồi rồi. Đứng vô. Đứng vô, đứng đây. Thôi chôm, đứng chôm. Đứng đây. Đứng đây. Đứng đây sao chụp? Thôi mà. Sao sao? Chứ cô chủ muốn sao? Chú giúp đi, chú cho con tôi nó chụp hình với ca sĩ đi chú. Đứng xa xa ra. Trời khó quá à. Chú đứng lên lên đi. Rồi, chụp con, đi. Con lại gần đi. Cha cho đẹp quá. Chụp hình đi con, chụp hình đi. Nè, tránh tránh cho mẹ đứng giữa, cái tóc mẹ màu xanh mẹ bật lên mà đẹp. Thôi không? Mẹ, chú cũng đứng gần. Thôi cho bà đi mẹ. Ra đi, bà vô hư hình rồi. Bà đi ra đây. Vui vẻ lên chị hả? Đây là fan của chị nè, chị người người nuôi chị á. Bị dính dính cái gì có sao không cô chủ? Chị thơm quá ba, chị thơm người ca sĩ. Giờ em chụp rồi đó. Chụp chưa? Ca sĩ của tôi là thơm lắm. Chị chứ không phải như mấy ca sĩ trẻ trẻ bây giờ. Mấy đứa hỏi mi rồi đó nó hôi rình nè. Thôi mà cái gì cũng đẹp hết. Chị ông bà mời tôi triệu đô về đây là để cho con gái hát chung đó hả? Gia đình tôi giờ khá quá mà đâu có biết làm gì cho hết tiền. Vậy sao không làm đúng yêu cầu tôi đặt ra? Bây giờ cô thích cái gì tôi làm liền. Từ từ, đừng tạm lực. Khách sạn 8 sao trở lên. Nghe nước hết. Suối. Nước suối. Nước suối luôn hả? Có đâu, luôn. Không. Có luôn. Nước suối là tắm. Tắm là phải tạt. Đây, 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 nghe, có nước suối đây. Nước suối hồi nãy cô yêu cầu nước suối gì? Tôi không cần nước suối này. Đâu có. Hang Sơn Đồn. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây là nước suối hang Cua Đồng. Hang Cua Đồng. Ổn. Hang Sơn Đồn. Tao nghe rõ ràng, nước suối hang Cua Đồng. Hang Cua Đồng là em. Rồi, đây, rửa chân hai gì, tắm hai gì. Ông đừng có đứng gần tôi. Rồi, nào. Họ làm cái gì? Họ làm đúng những cái điều kiện mà mình đưa ra hay không? Không. Hôm nay là cho ca sĩ của tôi ở đâu? Tôi không có nói chuyện với cậu, tôi giao hết tiền qua cho cậu này. Dạ dạ. Bây giờ sao? Mày qua nói chuyện với quản lý. Anh ơi, em đã giao tiền hết cho anh rồi mới mời đây được về đúng không anh? Mới nói cái gì? Em giao tiền hết cho anh quản lý hết rồi. Nói cái gì nói lại lần nữa coi. Em giao tiền cho anh hết rồi. Tao vậy mà kêu bằng anh hả mày? Trời ơi. Tôi nghi rồi. Nãy vô thấy mặc cái áo bảy sắc cầu vồng là tôi nghi rồi. Trời ơi, dạ hân hạnh. Em đặt nói chuyện với anh quản lý bóng muộn. Cái gì? Lớn tuổi mới bóng đó. Kỳ chưa bóng nghe chưa? Dạ. Sao tôi mệt quá, bà đi qua bên này đi. Không ấy, đừng. Trời ơi, cái ngày vui của con nó muốn coi ca sĩ mà như ý như là mấy cái bà bá tước mà đeo tang vậy đó. Con này nó sợ ông chích. Cái gì? Không kêu bằng anh được. Kêu chế. Sao chế. Đây? Chế. Giờ đây đây tôi đó giao hết cho tiền cho ấy rồi đó, ấy. Ấy. Ấy nào? Ấy nói cho đưa vui coi. Bây giờ tôi không biết, tôi giao tiền cho cậu. Bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm cái phần này cho tôi. Gia đình tôi chưa coi hát, bây giờ phải hát. Chị ấy. Sao? Đưa hết tiền cho chị rồi mà bây giờ kêu người ta về hát đi chứ chị. Em, hát cho gia đình này nghe đi. Rồi lãnh tiền mình đi về. Không, tôi hát rồi. Bây giờ muốn hát nữa đúng không? Hát nữa. Tôi hát. Quên, tôi phải ca sĩ. Bỏ đi. Mày hát ai nghe? Chị hát khúc nào? Hát khúc nào? Ngay từ đầu tôi nói là sân khấu dàn dựng rất là sơ sài là tôi đã chị, hát rồi. Cái đó là buổi tập vợt chị. Em chưa có được. Còn khán giả của chị chỉ một người này thôi à. Nè, bây giờ hát chay luôn. Hát chay luôn, khỏi nhạc luôn. 2, 3, vô. Giờ em phải bước một mình nút đăng ký. Tôi trả tiền đàng hoàng nghe chú. Bây giờ hát hay là không? Sao em? Ok, hát. Rồi, hát đi. Hát đi. Ngồi coi đi con. Một mình mày thôi. Ôi. Thôi với bà tạm rồi. Mình đi xuống dưới mình ngồi coi hả mình? Không. Vậy nếu em hát là y chang như chị nha. Ok. Em làm. Nếu đây là giây phút cuối, em mất đất chỉ là một cơn mơ qua rất nhanh. Tỉnh giấc anh sẽ về đây với người như những ngày. Tình còn nồng nàn nơi đây. Hát lại đi. Tình còn nồng nàn nơi đây. Hát lại nguyên đoạn đi. Hát lại nguyên đoạn đi. Hát lại nguyên một đoạn từ nãy giờ chị hát. Nguyên một đoạn từ nãy như chị hát. Sợ sao rồi? Nãy giờ sao rồi cô?
con, mẹ lo cho con quá, mẹ thương mẹ, con quá. Rồi bây giờ mấy cái cô ca sĩ này có phục vụ con chưa? Con hát đúng một câu à, nhưng mà con thấy hay, nhưng mà chú này kỳ quá, đưa tiền cho chú bắt con hát phục vụ đây cho chú. Đẹp quá đi. Hát đi. Hát đi con. Đẹp quá đi. Ông Bầu, chuyện gì vậy? Tôi điều tra rồi, cái đám này là đám lường gạt không? Cái gì? Cái gì vậy? Con này không phải ca sĩ Giang Hồng Ngọc, con này là con Giang ở Hồng Ngự. Trời ơi, ai thôi, ai thôi. Trời ơi là trời, vậy không phải con Giang Hồng Ngọc. Nè, nói là phải coi sách, mắt, chứng nha. Ôi bây giờ tôi có chuyện tôi phải đi về, có gì nói chuyện quản lý tôi đi. Đứng lại. Đấy, đứng lại. Vô đây. Tất cả bình tĩnh, có tôi đây rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu. À, alo. À, bộ show ở Úc Châu ha. Ờ, à, Mỹ Châu, Âu Châu. Phi Châu. Cái gì? Châu Đốc. Châu Đốc nữa hả? Mày đừng có tào lao. À, vậy hả? À, tất cả. Rồi, hiểu rồi. Rồi. Chuyện gì anh? Nè em. Tất cả xô cấp mọi nơi quỷ hết rồi. Đi về lại lên. Đó thấy chưa, đó là Giang Hồng Ngự. Ủa trời ơi. Ủa kêu chị nó lại đi. Trời đi ơi. Đi. Kêu cái gì con, có phải Giang Hồng Ngọc đâu con, cũng Giang Hồng Ngự. Trời ơi làm này mẹ đầu tư mặc đồ thiệt là đẹp lộng lẫy như cái tất cả cũng tại bà. Dạ. Cưng chiều con quá đáng. Chiều nó là phải biết cái khả năng của nó được như thế nào. Có một mụn con mà ông mụn con có mấy mụn cũng vậy. Không được cưng chiều nó như vậy. Mày á, em gì tao nói cho mày biết. Dạ. Không được suối bậy bạ nữa nghe chưa. Dạ rồi em biết. Từ rồi. Từ nay sẽ đi không có cưng chiều nó kiểu đó nữa. Rồi em biết rồi. Mà bây giờ xíu nữa bị gạt rồi. Mà bây giờ mới đưa kế hoạch là sắp làm live show cho cô chủ rồi, có làm không chủ? Dẹp đi. Làm chứ. Không làm có khả năng làm cái gì. Nhiều. Quý vị vừa cùng bọn tàu ông lao xong tình huống buổi trưa. Bây giờ hãy cùng anh em chúng tôi tới tình huống của tôi. Tôi nó sẽ ra sao khi khách mời là Lâm Phi Già. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Dạ. Đây là chiếc xe thân ái cho nên là mình gặp nhau là mình mới thân ái. Dạ, con chào chú. Dạ. Dạ. Con mẹ thấy ông đẹp trai đó tính lợi dụng đi. Dạ, chào bác. Bác chắc má chú này hả? Tôi mừng bả đẻ là con này. Vợ chồng tôi già cả rồi. Dạ. Kiếm muộn con cái lắm. Nhưng mà cố gắng lắm thì cũng ra được phá lầy. Đấy. Cái đắng mà xanh quả ngọt đấy. Còn qua mấy anh này là gì của anh này anh mừng em chuẩn bị ra cùng nữa. À là chồng ở đây hả? Dạ chào anh. Sao mày không mời lên xe? Ê bậy chồng ấy. Mày được hả? Bên mày đứng lại tao hỏi thắc mắc tí. Mày xe thân ái thì mày vào đi, mày toàn hôn đàn ông đàn bà mày cứ bỏ rơi là sao? Bà cầm nó coi tôi coi hay. Thấy mày hay á, mày thân ái tao đoàn kết với mày luôn rồi. Không có nhiều khi con khóa vậy, nữa đi chú. Dạ, nữa đi. Mày bỏ đi mày, bỏ đi. Thôi bây giờ vậy nè. Mày bỏ đi. Trời ơi, nó hết đồn ra rồi. Cái đó là thân ái đó con. Dạ, thân ái, dạ. Mình qua cái màn giao lưu rồi, bây giờ mình tới cái phần vé xe. Bốn người 800.000, 200.000 một vé. Rồi. Không có mua rồi. Đâu? À có vé. Bậy rồi, cái này là bậy rồi, vé đâu trắng tinh, đâu có chữ nào đâu mà vé gì vậy đó. Bây giờ mày có cho tao lên xe không? Vé tao mua đủ rồi. Bây giờ là chỉ còn một chuyến xe cuối cùng này thôi. Thì bây giờ vé con bán gì đó, mấy bác không muốn đi thì thôi. Nói thẳng với mày biết luôn nè, chỉ còn 4 người cuối cùng này thôi, mày có chở, mày không chở mày nghỉ đi mày. Thôi đi về thôi. Cái khu này là hết người rồi. Dạ rồi, dạ. Nhắm sao? Dạ khách là cha là mẹ mà gì cũng được. Dạ xin mời lên xe. Vậy đi. Rồi. Dễ thương tính tiếp cho cả nhà. Dạ. Ok. Dạ. Xin mời ngồi. Rồi ngồi. Trước ông mình. Dạ ngồi đi anh. Chỗ đó người ta là ngồi người ta lái nữa mà. À còn một chỗ. Dạ.
Dạ, tại vì chuyến chân đi anh đâu phải máy bay đâu, anh để cái trên. Dạ. Tôi ngồi đâu? Dạ anh ngồi đi anh, ghế của anh đó. Qua wow, tôi ngồi đây hả? Thôi dạ. Mày ngồi gần vợ mày luôn đi. Ờ thôi ngồi đi. Ê, anh trai với lại từ xưa nhau ngồi. Em lại á, gia đình em hạnh phúc lắm chị. Cực quá ha. Gia đình dạ. Tôi là vậy đó, đoàn kết lắm. Bây dạ. Giờ ba vé Dương vé thôi tiền là được không? Cái gì? Bốn vé mà. Bốn vé là không, mắc cười quá, đây tôi tính đầu người chứ đâu, tôi đâu có tính cái ghế đâu. Tính đầu người. Vậy giờ cái ghế này xuống. À vậy đó. Ơi. Xe. Căng à, coi bộ căng. Tài xế ơi. Giống vũ đạo còng chiêng mà tôi thấy giống cái vũ đạo con ghẹ xào á. Ông không nói vậy sai, tôi giống vũ đạo bà điên. Thôi bây giờ vậy nè, ê cho xe chạy đi con, nóng quá. Dạ dạ. Giờ đó không chịu mua vé mình, giờ sao? Không mua vé hả? Không mua vé mình luôn. Kỳ vậy? Nó nói nó mua vé đâu rồi, giờ nó không chịu mua vé mình, giờ anh tính sao? Được rồi, cứ chở đi nha. Chở đi đâu? Mấy con muốn đi đâu? Cà Mau, Cà Mau. Rồi chở đi vô Cà Chớn luôn ha. Vô. Rồi, rồi. Anh nhắn tôi đây, ngồi yên, ổn định chỗ ngồi nha, xe chạy nha. Rồi, nè, nè, chạy đi anh ơi. Chạy đi, chạy đi. Ở gì khác nghe nè. Ôi, 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 ôi. Quá rồi. 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 Trời ơi, trời ơi, trời ơi, người lớn tuổi chạy. Ăn cái gì mà hôi sinh vậy trời. Rồi, 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 xe hộp luôn. Dạ, giờ vậy nè, bây giờ là cô đã lỡ ấu với người anh tài xế rồi, mà anh này anh kỹ lắm. Ở tôi là bị say sóng. Dạ. Anh nữ ra bà vậy, bà làm vô tình dơ áo của anh. Ừ, hôi quá. Giờ đâu có biết làm gì rửa mẹ. Trời ơi. Nữa không? Mấy ba còn chơi ba mừng luôn. Nữa nữa không? Thôi hỏi đi. À, vậy đi. Chạy rồi, mày phải tập trung cái kiểu mà đang chạy xe. Chơi cô thấy kỳ kỳ quá hả? Đường dằn quá, đường nó dằn quá. Trời ơi! Nó dối hoài vậy chị? Lần này là dơ cái quần luôn rồi ba. Ai nữa nữa. Thôi đi. Lần này là dơ cái quần rồi. Không, đây. Bác ơi, bây giờ bác làm ướt xe lát hồi là bác tự đi, bác tự trơn té đó. Thôi ngồi xuống đi. Má ngồi xuống đi. Trời ơi. Kiểu bà có ai hoài. Ồn ào quá, có bốn người mà ồn như cái chợ. Mà khoan xí đi. Nãy giờ sao tôi thấy tôi đứng hoài vậy ta? Vé thì không chịu mua của tôi bán. Đó, bây giờ là nể nang lắm mới cho là ba người ngồi á. Anh đàn ông anh đứng vậy đi anh, cho tôi ngồi. Con ngồi đây nha chú. Ừ, ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Mà cái tính tôi ngồi là tôi hay ghét chân lắm. Thôi. Chị, đồng nghiệp vợ em cũng đang có bầu, dị ứng mấy cái mùi lạ lạ. Chị né né cái giò coi giùm. Có bầu hả? Bây giờ này nè. Mày có tính tiền thêm người thứ năm chưa vậy? Ờ, quên luôn. Rồi, vô. Chị có thấy cái đầu ở đâu không nè? Chị tính đầu người này đầu đâu? Đầu đâu? Đừng nói con gấu nha bà nội. Con tôi đó có bầu đâu có thấy cái đầu đâu. Bậy rồi. Nè cái này bà không thấy là gì hả? Nguyên cái mặt người nè, nguyên cái đầu nè. À đó. Ủa cái này đầu người hả? Ờ, tôi quy định vậy được không? Má ơi con này nó không bệnh. Lên này nó bệnh rồi chắc tao phải ra tay rồi. Bây giờ sao? Dạ. Xe mày có chạy không? Chạy chạy chứ, giờ chạy đi anh. À. Chạy đi. Rồi. Rồi xe chạy nha, Cà Mau thẳng tiến nha. Chuẩn bị nha, qua đường. Qua đường đèo nha. Qua đường nha. Rồi nghiêng qua trái nè, nghiêng qua trái nè, nghiêng qua trái nè. Qua đèo mà. Rồi. Chào à. Rồi.
chừng á. Nghe 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 qua, nghe qua, nghe qua. Có chừng, có bà đó. Rồi rồi rồi, vô đẹp lên, phải không? Phải không? Phải không? Rồi văng văng luôn, văng quá. Đừng văng quá, văng quá, bà tôi mệt nữa rồi kìa. Đó, giặt hú gà quá, giặt hú gà quá, giặt hú gà quá, giặt hú gà quá. Rồi, chạy tiếp đi em á, tài ơi, Cà Mau thẳng tiếng luôn nha. Thôi nhập luôn khách, thôi nhập luôn khách. Cái gì vậy? Thắng nhập quá. Có khách, có khách, có khách. Dừng xe, dừng xe. Dừng xe, dừng xe. Lên luôn anh ơi, lên luôn anh ơi, Cà Mau. Chuẩn bị đồ đạc đi, coi chừng có thích khách ở trong này, có khách đâu. Đang dép, có khách đâu, dép. Ở đây, bên này tôi làm rượu cho. Vé xe. Vé xe, vé xe. Ê. Không. Gì vậy? Mày ngồi xuống. Không có vé mà có dúng. Không có vé mà có dúng. Anh ngồi xuống. Nhanh. Không có vé mà có cái dúng. Ngồi xuống luôn. Anh ơi, tôi sáng giờ chưa có thu được đồng nào hết trơn á. Mày là ai? Dạ tôi tài xế. Tài xế hả? Dạ. Mày biết mày nói gì nữa tao bắn mẻ cái mặt mày không? Ê, thôi dạ, thôi dạ, không nói nữa. Nó vẫn nói nó xong bắn đi. Bắn đi. Ông im luôn. Ê nha. Ông đừng tưởng ông già muốn nói gì nói nha. Cầm mồm. Dạ. Đứng lên. Đứng lên. Anh ơi. Dạ em là ba của đứa nhỏ, em đại diện được không? Chưa chắc mày là ba đó đâu. Con nói chắc chắn rồi đó. Anh. Hiểu không? Bước ra ngoài đây. Bước vào đây. Cầm chân làm gì? Ê. Tao bắn bẻ đầu mày nha. Ngồi xuống. Tại sao tôi kêu vợ mày ra ngoài đó? Dạ tại sao? Trống chỗ cho tao ngồi. Quá hay. Mày là đàn ông đúng không? Dạ dạ. Tại sao mày ngồi đây mà không để mày vợ mày ngồi? Đứng lên. Bước ra ngoài kia. Dạ dạ. Ui, cái cây súng này giống cái remote quá. À, dạ dạ em già cả thịt dai lắm không ăn được đâu. Đứng lên. Bước ra đây. Dạ dạ. Bước ra đây. Già quá rồi. Bước ra đây. Dạ dạ bước. Bà bước nói lại nghe chưa? Dạ, nghe chưa? Dạ. Bước ra đây. Đứng bên thằng áo trắng. Mẹ mẹ qua đây với con nè mẹ. Từ 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 từ. Không, cái con đó là của thằng áo cam. Ôi ơi. Đi theo. Ủa quá. Qua đây. Chép hàng ngang. Tôi lùn cho tôi đứng trước để có gì nó bắn tôi chết trước cũng được. Bị điên hả? Không, bà đang bị điên hả? Đó. Tại sao ghế quá chừng không ngồi ra đây đứng? Mày đi vô đây, đi vô đây ngồi. Mày đi vô đây ngồi. Nè anh, nhanh. Cái gì vậy ta? Anh vui. Tao thấy gì? Hình như thằng này là lạ lạ rồi. Anh ơi. Mày đứng lên luôn. Đó, ngu chưa, ngu chưa. Em được rồi, nói chi gì trời. Mày làm gì mày ngồi hoài vậy? Ờ. Thế anh, phải ngồi chứ. Ngồi đi. Cái thằng kia bỏ mấy cái ghế bình thường lại như cũ, tao bắn bẻ đầu mày. Dạ, bây giờ gia đình em có đứng cùng đứng, có ngồi cùng ngồi anh à. Chết giờ cùng sao? Chết. Giờ mày muốn sống gì? Cùng sống. Cầm tại này sao? Cho tao đi. Dạ dạ. Tại sao gia đình đi đâu vậy này? Tao thích đi đâu được không? Thích đi được không? Nè, mày ngon mày bắn đi. Tôi mày nói bắn cho... tao là mày bắn cho chết nha. Mày bắn không chết là ba đứa mày chết. Ủa mày là sao mày giờ tao già rồi, tao liều mạng rồi, mày bắn đi. Đứng im đi, đừng nói nữa. Mày bắn đi. Bắn đứng đi. Im đừng nói nữa. Ông nói là tôi bắn bài gì? Bắn luôn đi. Ba ơi ba, bắn luôn đi. Ba bình tĩnh ba. Giờ tao cũng nổi máu rồi. Bây giờ phút này tôi mới biết ông không yêu tôi à. Ba cứ im đi, để coi nó bắn đi. Ba bước qua bên kia. Đi, nhảy lên. Ờ thế nó không bắn ông ơi, nó đổi ý rồi. Nhảy lên, bước qua đây. Đứng im đi. Cởi đồ ra. Cái mày. Ơ gì cái gì vậy? Trời ơi. Cởi đồ ra. Nó dứt thằng này rồi, bắt đầu mới dứt hai đứa này. Cái gì? Tôi không liên quan gì đâu. Bây giờ cũng mày tụi bay không à. Qua đây. Trời ơi, nó ghê lắm.
nha. Quán ra. Cấu kết nhau. Cấu kết với nhau hả? Cấu kết nhau lừa tụi tao hả? Cấu kết hồi nào? Mày chạy cả buổi không ra khỏi thành phố. Đồ ba cái xe dù. Nói cho mày tụi bay nghe. Tụi bay làm ăn có tâm chút xíu đi. Mỗi năm người ta về quê có một lần. Tụi bay ra làm ăn á, tụi bay cũng phải làm ăn đàng hoàng chứ. Lừa gạt. Lừa gạt. Nãy giờ có lấy được đồng nào đâu trời. Mày nghĩ đi. Mày lấy rồi đó. Mày lấy 800 ngàn. Gì? Tiền còn túi mày nè. Trời ơi, tôi bóc mà không đúng tôi chấm 800 ngàn. Mày đi, mày trả lại tao 800. Bớt nói đi, mày ngu lắm. À, tao nói cho tụi bay biết nha. Hồi nãy giờ tao biết cái súng giả nè. Thành thử ra tao mới nhào vô. Chứ là súng thiệt là sức mấy tao dám. Bây giờ quyết định về đi. Sao bà? Đưa xe đây bay. Chị phải xe đâu? Xe đây. Đây. Chị vậy? Cái gì vậy? Sao bà? Lên xe. Ai lên? Không, cho tụi nó ở lại đi. Ê, bậy. Cho lên chi ba? Dạ, cho tụi nó ở lại mình mượn xe về ăn tối. Đúng rồi. Ê, bậy ơi. Bậy luôn ơi. Kẻ cướp. Lên xe đâu, lên xe. Nha. Tao lái cho. Lái luôn đi ông ơi. Ui. Trải qua ba tình huống sáng, trưa và tối. Ở mỗi tình huống thì có những lúc chủ nhà mạnh, cũng có những lúc khách mời dễ thương. Tuy nhiên là cái người mà hậu quả nặng nề nhất vẫn là nghệ sĩ Chí Tài. Trời ơi, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối nha. Anh thấy là em chưa sao chứ anh là bập dập nè, cay nè, ướt mình ướt áo hết trơn. Tình huống cuối cùng là tình huống dành cho chủ nhà và người chơi cũng như những người giải cứu không hề biết trước. Và đây là một tình huống chờ đợi sự thê thảm nữa từ ông Tàu, ông Lao. Đúng. Nhưng không sao, thân không sao, không có lo gì hết. Đúng. Vui mà. Và. Cuộc vui nào cũng có nụ cười. Chứ sao? Là hạnh phúc rồi. Và. Không sao. Và kính thưa quý vị, sau đây là Tiếu Lâm Hội. Chúng ta hãy chờ xem những khách mời của chúng ta sẽ giải quyết tình huống như thế nào. Chúng ta hãy chờ xem. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Hoàng và Tiên Hậu du ngoạn vườn Thượng Nguyễn. Ôi trời ơi, cảnh vật ở đây hôm nay nên thơ quá. Ngọc Hoàng ơi, đẹp quá, thật là đẹp. Nhưng mà chúng ta vẫn đẹp hơn cảnh vật Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, hãy nhìn đi, hãy nhìn giùm. Nương nương, là hoa này là hoa gì vậy? Hoa đào đó. Trời ơi, cái lá này là lá gì vậy? Trầu bà đó. Ngọc Hoàng, con kia là con gì vậy? Tới hỏi nó đi. Ôi, cảnh vật đẹp quá, nên thơ quá. Mọc Ngọc Hoàng bỏ chạy đi đâu rồi? Buồn quá. Hai người đứng đây, ta tặng cho hai người bài thơ này. Hả? Dạ. Bài thơ dạ. Hay lắm. Xin đa tạ Thiên Hậu. Trời hôm nay đẹp quá. Kìa, có một con cá đâu? Miệng ngậm một chiếc lá. Ôi, bài thơ hay quá. Hay quá. Dạ, Thiên Hậu. Bye bye Thiên Hậu. Thôi chúng ta hãy cùng nhau Thượng Nguyễn đi nè. Hay quá dữ. Đúng sơ. Mùa xuân lại đến rồi. Ta xin nói đôi. Ê. Bà Nga. Ừ. Bác tôi có bị tèm nhèm không? Không có đâu, tôi cũng thấy nó kỳ kỳ. Thấy ai lấp lấp lo không lẽ? Thiên đình mình có ăn trộm? Không phải đâu. Chứ gì? Quay ai vậy, đi ra đi. Không biết ta làm phép biến quá thành con ếch bây giờ. Trời, người ta báo cáo từ 23 rồi mà sao trên thiên đình mà mấy ông này còn dứt da dứt dưỡng ở đây? Có lý do đi trễ. Dạ đúng rồi, có lý do đi trễ mà. Báo cáo gì bây giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao ai biết? Cái Ngọc Hoàng mà ông phải. Ngọc Hoàng ơi. Hay cho các tao, dối cho các tao.
Dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Sơn. À, dạ, dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Dạ. Trời ơi, có cái tên mà nó cũng lộn nhập tới ca sĩ Ngọc Sơn nữa sao? Các người là ai? Thần xin tự giới thiệu, thần là Táo Quẩy. Táo Quẩy? Dạ, Táo Quẩy chứ phải Dầu Cháo Quẩy nha. À, dạ, à, thần Táo Quẩy là thần coi về các trang mạng xã hội á, chẳng hạn như Facebook, Instagram. Còn ngươi? Hai ba, nghe dẻ, nghe dẻ, nghe dẻ mà táo lắc. Nghe dẻ, nghe dẻ mà nghe dẻ mà táo lắc. Ôi sao bé không lắc? Ôi sao bé không chạy? Ôi sao bé không lắc? Ôi sao bé không lắc? Hồi đọc. Ôi sao bé không lắc? Bà xuống, mày điên hả bà Táo? Bà giới thiệu cái gì vậy? Dạ không, tại thần là Táo Lắc á, cho nên thần phải lắc vậy cho Ngọc Hoàng biết thần là Táo Lắc. Dạ. Dạ, Táo Lắc là thần còn có nghề nghiệp phụ đó là diễn viên. Dạ. Ủa sao diễn viên mà lắc là sao Ngọc Hoàng? Sao khó hiểu quá vậy Ngọc Hoàng? Để đó. Bà này. Còn ngươi. Dạ. Tôi xin giới thiệu, mình là Táo Dẹo. Tự nhiên lên đây rồi gặp Ngọc Hoàng, người lắc, người... Em là Táo Tình Nhiên. Là anh Táo gì? Táo Quẩy. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trong năm qua người đã làm gì? Trong năm qua thần giúp cho mọi người tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, làm cho các bạn trẻ sống ảo nhiều hơn, và tự sát cũng nhiều hơn. Thiệt là bi đát quá mà. À dạ, dạ bên cạnh đó thì thần cũng có giúp cho các bạn có thể kiếm thêm thu nhập trên các mạng xã hội, chẳng hạn như là bán kem trộn, bánh tráng trộn và các đồ ăn thực phẩm vân vân và vân vân. Khó luôn hả? Có kem trộn luôn hả? Dạ. Trời ơi. Dạ có cả bán hàng đa cấp trên đó nữa. Cái bà này. Dạ. Bà năm qua bà làm gì mà lên báo cáo Ngọc Hoàng đi. Cái nghề của em là diễn viên. À. Dạ diễn viên, và nhiều khi bây giờ là gần Tết rồi đó. Và Thiên Hậu cũng biết là gần Tết thì diễn viên thì chạy show hơi nhiều. À. Dạ cho nên nhiều khi em cũng hay bị mọi người đồng nghiệp phàn nàn là tại sao diễn viên mà lại quên tuồng. À. Dạ. Cho nên em lại không chịu cái điều đó, bởi vì em không hề quên tuồng. Đó. À. Tại vì nhiều khi nhiều vở diễn quá. Em chỉ lộn tuần này với tuần kia thôi chứ em không hề quên tuần. Dạ. Em đi xa quá vậy. Dạ xa lắm. Dạ. Em là diễn viên mà diễn viên hài đó, nhiều khi diễn nói người ta không cười phải lắc lắc tao mới cười. Dạ. Vui quá. Dạ. Cái này vui quá. Vui quá. Ra lấy tay chọt lét cho ta vui chút, cái ta thấy vui quá. Ta cười không nổi. Trời ơi. Táo dẹo, lẹ lẹ nhanh. Xin thông báo về tình trạng hát nhép. Ở Trần Giang, sự hát cực khổ lắm. Có 50.000 đêm mà. Ừ. Hát thật chết luôn. Cực quá hả? Mà thấy người ta hát nhép được 150, nên đi hát nhép theo. Mà hát nhép được 150. Thấy có lỗi lương tâm quá, nên xin lên đây thông báo Ngọc Hoàng là cho em được nhận tội. Em hứa kỳ này em hát nhép nữa em chỉ hát clip thôi. Trời ơi. Nghe đồn ca sĩ các người kiếm tiền dễ lắm mà. Dễ hơn mấy thằng đóng kịch. Vậy mà nói hát thiệt 50, hát nhép 150. Các người quả thật là cứng đầu cứng cổ. Tại sao bao nhiêu lần ta nhắc nhở rồi? Làm việc gì á thì phải làm cho chu toàn. Người vượt hàng ngàn km xa xôi hiểm trở, vượt hàng trăm con đường khó khăn, đau khổ. Ngày hôm nay, Táo Tình Yêu đã xuất hiện, xin ra mắt Ngọc Hoàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, đây là Táo Tiểu Đường. Táo Tiểu Đường sao kỳ vậy? Thần là Táo Âm Nhạc, xin ra mắt Ngọc Hoàng. Trong năm qua, ngươi đã làm được gì hả Táo Tình Yêu? Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, trong năm vừa qua, thần đã làm được nhiều việc tốt. Có những cặp đôi cãi vã, thần xuất hiện rồi chia tay luôn. Hay quá. Vì sao không hợp thì thôi chứ, níu kéo không hạnh phúc. À. Xin lỗi Ngọc Hoàng, cho thần xin chào một người gọi là tri kỷ. Ai? Nhã Phương, phải không? Ừ, đúng rồi.
Thiên hậu Ngọc Hoàng nắm bắt tình hình ở dưới thời gian biết hết đó. Ở dưới quen con nhỏ Nhã Phương rồi lên đây nhìn thấy nhỏ này tưởng Nhã Phương, xin lỗi nha Hằng nha. Hằng nha. Ừ. Không nhớ anh sao? Bấm Ngọc Hoàng nãy giờ kêu là thần táo tình yêu mà con tưởng táo yêu quái không, mặt quỷ quái. Hằng nha. Nga cái gì mà Nga? Thằng Nga. Cái gì vậy? Tao tình yêu. Nàng có biết là nàng đẹp lắm không? Cũng có nhiều người tên Nga mà mặc kiềm chế lại. Ai? Kiềm chế. Ai? Thúy Nga. Bật Ờ, Thúy Nga là một con nhỏ khác không phải ta. Ta không có buồn. Ủa? Đâu, thần đâu dám nói tới Thiên Hậu đâu. Đúng rồi. Thiên Hậu là người có sắc đẹp tuyệt vời. Tạo hóa sinh ra người là để cai trị sắc đẹp của toàn thế giới. Ta cảm ơn. Dạ, năm mới nên xã giao. Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, chính vì thần là táo tình yêu, luôn lo tình yêu cho các cặp đôi, nên chuyện tình yêu của thần luôn gặp trắc trở. À, vậy sao? Thần và Hằng Nga đây đúng hả? Đã có mối tình 9 năm sâu đậm. Tình chú cháu hả? Hằng Nga. Dạ, Ngọc Hoàng. Táo tình yêu nói gì vậy, có đúng hay không? Dạ, không. Nếu như bây giờ Ngọc Hoàng chỉ vô táo quẩy, Ngọc Hoàng sẽ có những thông tin về táo tình yêu với Nhã Phương nói liền máu. Sai rồi, Hằng Nga. Không ai hiểu nàng bằng ta hết. Không ai hiểu nàng bằng ta hết. Ta yêu nàng thật lòng, nhưng mà nàng vì mê tư bất giới mà bỏ ta. Hả? Không mà, rồi. Ông táo tình yêu hãy bỏ qua đi. Dù sao là cũng chỉ là người yêu cũ. Im đi. Đúng rồi. Ta hiểu nàng lắm, có ai hiểu nàng bằng ta. Ta hỏi ta các người này, tại sao? Tại sao trên thiên đình có rất nhiều con không nuôi, mà tại sao Hằng Nga lại đi nuôi con thỏ? Tại vì con thỏ nó đẹp. Sai. Tại vì Hằng Nga thích con thỏ. Sai. Vậy chứ tại sao? Tại vì Hằng Nga trồng nhiều cà rốt, nuôi thỏ cho miệng đời khỏi dị nghị. Cao quá, cao quá. Ông lo chuyện tình yêu của ông đi, ông táo tình yêu à. Thôi tao đang báo cáo đi ông ơi. Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, năm vừa qua ông này đã quản lý âm nhạc như thế nào mà viết nhạc tầm bậy tầm bạ không? À, giờ anh đã hiểu rồi, anh yêu ai sẽ yêu 50% gì đó. Nhạc gì kỳ vậy? Cái bài đó ông tác giả luôn hả, ông táo âm nhạc? Dạ không phải, đó là người khác viết chứ không phải thần. Thần chỉ thích những cái bài đang nổi tiếng. Ví dụ bài gì ông phải nói chứ. Em đi xa quá, em đi xa anh. Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Các ông cũng sẽ sớm quay về thôi. Dạ sao vậy? Dạ, cho mấy ông ở đây đang nói nhảm hả? Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, có một nguyện vọng xin Ngọc Hoàng cứu xét. Chuyện gì? Thần đang đi tìm một người con gái. Nữa hả? Tìm nữa hoài vậy? Tìm hoài. Cái ông là thần tình yêu mà ông tìm con gái gì? Tình yêu gì mà không có tình yêu gì trơn. Người tìm con gái hoài. Tên là Dẹo. Dẹo? Dẹo. Mà tìm bao năm rồi không thấy. Dẹo. Bảo sao này hả? Sao tự nhiên đưa cái này lên chỉ cho biết vậy? Ô, quên ơi. Trời ơi. Dẹo. Cái gì vậy? Sao mạnh tay luôn vậy? Trời ơi, cháu này mê trai. Trời ơi, mới phát hiện ra luôn nè. Bỏ mặt nạ xuống đi. Trời ơi. Phải Dẹo. Dẹo đúng không? Không. Chứ tên gì? Dẹo. Dẹo. Kẹo Dẹo chứ không phải là Dẹo. Về với ta, về với gia đình đi em. Nhây quá. Hãy quay đầu là bờ đi. Không quen Dẹo, không quen chim đó. Về đi. Đi về. Quay. Đi về. Ngọc Hoàng. Lắc gì vậy? Các ngươi còn coi có mặt ta ở đây hay không? Dạ. Má. Quậy. Quậy quá mà. Ta nói cho các ngươi biết, trọng trách của từng người ta đã chia ra cho các ngươi làm. Vậy mà cớ sao các ngươi không lo phần hành của mình, lại đi làm bậy làm bạ như vậy? Được. Hôm nay ngày xuân, ta vui vẻ. Mặc nhốt hết đi. Trời ơi. Cảnh tao sợ. Đi vô đây. Đi vô nhốt hết. Bắt nhốt hết. Đã đi báo cáo trễ rồi mà lên báo cáo tàu lao không à. Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, trót mang thân phận bột bèo, thần là người
đem đến cho các cặp tình yêu sự hạnh phúc. Im đi. Cuối cùng ông cũng đâu có được gì. Dạ. Mua vòng đeo tay chưa? Đeo cho họ chưa? Thần xin cáo lui. Còn ông. Dạ. Ta không muốn nhìn thấy cái cảnh bắt nhau trong nhạc nữa nghe chưa? Dạ. Nếu còn là nữa, chém. Dạ. Đa tạ Ngọc Huệ. Còn các ngươi, ai nhập bà vậy hả? Dạ công chúa Hằng Nga nhập. Anh Quân. Nó đang đứng đây nè. À, dạ 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 em. Dạ. Còn các ngươi. Dạ. Ca sĩ mà hát nhép lên mạng bài người ta sống ảo tưởng, diễn viên thì không thuộc tuồng, ta thiệt sự là thất vọng vì các ngươi. Ngày hôm nay ta quyết định cắt chức hết Ngọc đại sư trần gian. Ngọc gì vậy? Trời ơi, trời Thảo ơi, để em hôn hết những cái ảo chưa. Sao vậy? Thảo này kêu mày rồi. Bây giờ trên trời cũng có táo 3D nữa hả trời? Trời, lạ quá à. Ngọc Hoàng bây giờ cắt chức hết thành người thường hết rồi, đây đây. Đây đây, đây. Rồi đó. Cắt chức người thường, đó, đây 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 đây, đây. Ủa sao không thu bên này? Đừng mà. Rồi đó. Đừng mà. Giờ thành người em thường rồi đó, muốn hốt cái gì hốt đi. Vậy là chúng ta đường đường chính chính đến với nhau sao? Đúng rồi. Cái gì vậy trời? Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao tình yêu không hợp khẩu vị. Trời ơi, cũng được. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, chúng thần đã biết tội, xin Ngọc Hoàng, Hoàng tha tội. Quý vị thân mến, chương trình Hội Quán Thứ Lâm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự xuất hiện của các khách mời ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi là ông Lão, hay đi với ông Tào, không biết mọi người thấy sao. Nhìn đi, tôi còn định đặt tên nó là Hoài luôn đây này. La 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 la, ôi đời đẹp quá, đẹp quá, tràn bao ý thơ. Bên đây bu được rồi nè, bên đây bu nè. Rồi bu bên đây nha con. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tao đấm thêm một phát là ha, hồng toát ra làm ba, da rách ra làm bốn, mà cái rốn bung ra làm năm, cầm xòe ra làm sáu ha. Con chờ quá, con đi về. Con đâu? Đường đi về. Ôi, đi đâu có sao tắt nhạc rồi? À. Chở đồ tôi đi diễn. Ơi, à, cái đồ này của em. À, chị. Ô xin mày làm quá hà. Mày thấy mày làm quá không? Ô xin mày đặt cầm mi làm ca sĩ á mày nè, cầm cây lau nhà cho tao. Trời ơi. Lấy tao sạch cái nhà tao qua chưa? Nghĩ sao vậy bà? Cái gì? Hai cái ống quần của bà thôi đủ lau hết cái nhà rồi. Mày im đi. Cái quần này là của mày đó. Lầy vậy luôn hả? Ồ.
Trời ơi, trời ơi, ước mơ làm ca sĩ của em đến đây là hết sao? Thiệt á, Tết nhất tới nơi rồi mà còn phải làm việc nhà, làm hoài. Lau có cái nhà, lau một chục lần. Mà trời, đây, đây là gia đình giàu có. Đó, không, thấy ông chủ không? Đó, đeo vàng đầy người. Mà tối ngày toàn ăn cái gì? Ăn khô với mắm. Đó, cái tướng như con mắm. Còn bà chủ, nhìn bà vậy đó, cái tướng như Thúy Nga vậy đó. Bà bạc thi hoa hậu. Trời ơi, sao vậy? Có một tấc mố bà mà không hiểu sao mà được giải á hậu. Chắc thằng MC độc lộn á, rồi nó sợ quá nó trốn luôn rồi. Ông chủ bà chủ ơi, 12 giờ trưa rồi, cơm heo, cơm đã nấu xong, ra ăn đi. Cái gì vậy bà nội? Bà làm bố xin mà bà giống như bà nội con vậy đó. Bỏ ngoài bông áo, bông áo, bông áo, bông áo về hả? Rồi nghe cái giọng bất không à? Nín đi. Tôi nghe cái giọng bà không đấy. Nó mướn ô sinh nè, nó mướn đàn ông cho ra đàn ông, đàn bà cho ra đàn bà. Lưng lửng à. Ông bà nói gì chơi, đứng bị anh Linh giận luôn rồi. Ủa là được rồi. Nè tôi hỏi ông nè, cái cuộc đời tôi á, tôi đi thi hoa hậu á, có ai mà cao qua mặt tôi đâu, thấy không? Không mướn nghe một cái con nữa. Trời ơi, nó bước vô cái tôi đứng ngay tới nách nó. Nổi điên không? Đi ra. Biết chị đứng vô chị cho nhục. Thì ai biết đâu. Nãy giờ bị chứ ngày gọi Linh làm cho khớp rồi. Ông chủ hay vô. Ông chủ vô làm gì con? Ông chủ làm gì? Ông chủ cạo gió cho con. Ông chủ cạo cho con hả? Dạ. Đấy. Sao cuộc đời ông? Ông lấy tôi không bao giờ ông cạo tôi mà ông đè con kia ông cạo vậy ông nội? Con người ba lùng quá đâu có gió nào trúng. Gió nó bay ở trên không bay ở dưới này sao trúng được? Nó cao nó mới trúng gió. Trời ơi trời. Ông làm gì con nữa, con kể cho bà chủ thì, nha cái coi. Thì cạo gió là phải cởi áo mới cạo được bà chủ à. Tôi biết mà. Gia đình mình sản xuất gian ép. Tôi cởi áo nó ra đặng tôi nghiên cứu coi cái tấm gian ép nó có mấy lớp. Vậy thôi. Không có không? Cái gì để coi hết. Nói thiệt với bà vậy đó. Trời, giá ông trị của con có gì sao? Tôi nhìn nó là tôi biết rồi. Trước sau như một. Đúng. Ở trước là tao nói nó đụng không à. Nó làm sao nó tươi bằng em được anh? Thôi bỏ đi. Sao tôi ghét con nhỏ này quá à? Vậy thôi. Mỗi lần tôi đứng gần nó là tôi không có ưa à. Cái gì mà cái chân tôi mới tới cái ống quyển của nó là sao trời ông nội? Vậy nếu bà chủ không ưa con vậy thôi bà chủ cho con về với gia đình đi bà chủ. Con về với gia đình dạ, hả? Bà chủ thanh toán hết tất cả lương của năm nay để cho con về quê con ăn Tết nữa bà chủ. Thanh toán lương á? Dạ. Lương của nó năm nay là tổng cộng mấy tháng mình chưa trả gì không? Dạ mới 11 tháng à bà chủ. Hả? Cái gì vậy? Vô đi mà 11 tháng không trả gì không? Kêu ông tài xế vô đây coi. Tài xế à? Giấy tờ tài xế giữ hết á. Chú ơi, chủ mới kêu con hả? Bà chủ mới kêu con hả? Anh nói một câu công bằng cho em đi anh. Trời, bà chủ, sao nay bà chủ lao nhà vậy? Ở đâu? Lao. Chủ này sao lao? Em. Anh. Nhìn kỹ em. Em ở đợi ô xin. Dạ bà chủ đây. Ủa đỡ hả? Dạ. Sao bắt đồ bà chủ vậy? Xin lỗi bà chủ, trả lại. Trời ơi. Đây nè. Dạ. Nó biết tôi bị liệu, nó chơi tôi. Nó nói tôi làm gì cầm tôi bà làm mới hay á. Không biết dạ ông chủ kêu con. Tao hỏi mày nè. Dạ. Cái người này là mày giới thiệu vô. Dạ. Bây giờ đó là bà này bà không có thích nữa. Bà muốn nó về quê. Bây giờ thanh toán tiền lương lại. Coi thử giấy tờ coi phát bao nhiêu tháng lương rồi. Nó nói thiếu nợ nó 11 tháng đó. Là sao? Nhà này sao cu tèo? Mày bị gì vậy? Cu tèo. Ờ. Trời, anh nghĩ sao vậy? Trời. Hả? Em con gái mà. Đừng có nói mày cài người yêu mày vô đây nha Đạt. Không hả? Có ông chủ. Cái thằng này là người yêu mày hả? Cái gì? Con mày phải chết tao bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ mày đi yêu nó hả? Trời, chết rồi, ngồi xuống đi. Chết rồi, khủng bố ông chủ ơi. Đây, qua đây. Dạ, em hả? Qua đây. Ô xin đúng không? Dạ đúng rồi. Đang bị đàn áp đúng không? Dạ. Tất cả đã có đây hết rồi. Tào lao digital đã ghi lại hết rồi. Đúng. Trời hay quá vậy anh. Những ngày tháng em bị đàn áp.
anh xin đại diện cho thư ký của tổ trưởng tổ dân phòng. Anh đã ghi lại hình ảnh rồi. Đây, hãy nhìn đây. Ai vậy? Đưa con rối nước vô đây làm chi vậy ông nội? Đây chính là người ở đợ trước, trước khi cô đến. Đã bị thành ra như thế này đây. Nói chuyện đi, nói chuyện tại sao bị như thế này. Ông nói nha, ông là rất là tàn nhẫn. Ăn khô cá đó, không bao giờ mà cho tôi ăn hết, cho tôi ăn cơm không à. Còn ba. Gì nữa? Còn ba đó nha. Bà tàn nhẫn lắm. Ha, à, tới ngày tháng lãnh lương không phát cho tôi. Mày khỏi nói, mày nói chuyện mệt quá. Cái gia đình này á là tôi đã theo dõi từ lâu rồi. Đàn áp những người làm công đây. Một cô gái xinh đẹp như thế này bị ảnh. Bỏ đi, không phải gu của mày đâu. Qua đây. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh nói là gia đình tôi đàn áp cái cô gái này. Đúng. Bây giờ anh tới anh coi thử là cô gái hay cô trai. Rồi lúc đó anh nói chuyện với tôi nha. Em là con gái. Kiểm tra, anh phải kiểm tra. Anh không có được vu khống người ta như vậy nha. Tào la, anh kiểm tra. Mắc mới kiểm tra. Bây giờ tôi bắt anh kiểm tra. Bây giờ tôi bắt anh kiểm tra. Kiểm tra đi. Anh kiểm tra. Khoan, ông chủ ơi, con gái ông chủ về. Khoan, con gái bà chủ về, con gái về. Đây, tao. Em vô đây, em vô đây. Không có con gái nào về hết trơn. Con gái về. Ông chủ. Đây, tôi báo cho ông biết, ông mà không kiểm tra nó ra gái hay trai, cả hai ba đứa này quýnh tao quýnh chết hết. Ông chủ. Ông nữ làm nhục con sâu ông chủ. Ông may bây giờ ông đổ như vậy, ông vu oan giá họa cho nhà này. Bây giờ ông muốn gì? Bây giờ không cần biết đây là trai hay gái. Hiểu không? Đúng rồi anh. Giới tính là ông trời quyết định, nhưng cuộc sống là mình quyết định. Hiểu không? Rồi sao? Vậy bây giờ tôi chỉ cần ông đưa ra bằng chứng. Bằng chứng ở đâu? Tất cả. Đúng rồi, bằng chứng ở đâu mà hai vợ chồng tôi hành hạ ô xin? Tất cả đã chụp, đã ghi lại hết rồi. Dạ. Tôi nói cho gia đình biết. Sao? Trong câu chuyện này có nhiều quẩn khúc. Đây bây giờ bắt đầu tính từng khúc một. Bây giờ cái quẩn khúc nào? Tính từng khúc một. Bây giờ ông tính đi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Tôi đã ghi lại toàn bộ hình ảnh gia đình đàn áp. Rửa hình ra đây. Đây. Không cần nữa. Bluetooth qua đây hết rồi. Trời ơi. Thấy không? Đó, thấy không? Đó. Hình nào? Đó. Cái gì của em? Hình nó có sao? Khúc nè. Mà không thấy khúc nào ha, mà thấy ông có một khúc rồi nè. Bây giờ tôi cảm thấy gia đình nói chuyện không có thiện chí. Bây giờ thiện chí là cái gì? Ông vô đây có thiện chí không? Ông vô đây ông muốn xỉa xói tôi không thiện chí? Bỏ vũ khí xuống đi. Tôi không có vũ khí gì hết trơn á. Bỏ cái khe xuống đây. Mà sao ông này ông bị cái gì nãy giờ ông đờ ông không nói nên lời, ông cứ ngờ rồi. Cái vấn đề ở đây á là về phân tích đây nè. Đó, về phân tích cái những cái mảng màu ở trên người nó đây. Là mình đã thấy nó không bình thường rồi. Ai nói tôi không bình thường? À, tự nhiên ở ngoài mày vô đây mày đem nguyên cái mảng màu coi, không có ai mà mặc vớ mà kéo tới đây như mày. Lúc trước tôi rất là tỉnh táo. Dạ. Từ hồi làm mưu sinh trong cái nhà này, hành hạ tôi mới trở thành như vậy. Bây giờ tôi hỏi ông anh nè. Bây giờ cầm đi con. Bây giờ coi, tôi hỏi ông anh coi tin không nha. Đó. Đánh mà đến độ này. Bây giờ tôi đánh thử coi có ra không à. Đó đúng rồi. À, bây giờ em tán thành. Ấy quên không phải. Ôi, đừng sao đây đây tôi thử đây. Coi nó có tỉnh không. Cái người ông mỏng manh như con khô hố vậy ông đánh sao tao được cái bọc mỡ này. Giả đó thôi. Giả thôi hả? Bà giả để tôi giả phụ không? Bà giả làm sao mà cái nút ruồi nó rớt ra luôn. Trời ơi. Tính ác mà ác ra tới giờ không có bỏ. Bây giờ ông giả làm sao cho cái mặt nó bớt giống con chó mặt sệ đi. Tôi thấy cái gì mặt sệ quá. Bà nói anh khó mặt sệ. Anh thấy chưa, miệt thị ô xin. Trời ăn hiếp ô xin kìa. Bây giờ anh giải quyết sao? Đây giờ nghe tôi nói nè. Cái vấn đề ở đây không phải nằm chỗ ô xin. Mà cái vấn đề ở đây nằm một chỗ khác. Và chỗ đó là chỗ nào? Chỗ nào chị? Tôi không cần biết. Bây giờ anh chị đi. Cái chỗ là con gái ông là năm nay mới 18 tuổi thôi. 12 tuổi. Thôi đừng có xạo, hôm qua mới ăn sinh nhật lần thứ 8 nè. Cái gì vậy? 12 tuổi. Bây giờ năm nào cũng nói 12 tuổi chứ. Mày đâm bao rồi. Sao hôm qua ăn sinh nhật lần thứ 8? Nè, nói chung là không có mặt đứa nào 8 tuổi mà già như con này không? Già đâu mà già. Mặt con gì không già. Con đẻ à. Dám quýnh con chủ. Con đẻ à. Con đẻ à. Con đẻ à. Vô mày hành hung. Hãy nghe đây. Cái sự hành hung nằm ở thằng áo ca vô này. À, dữ gì nữa. Tao bắt gặp hai đứa bay hẹn trong nhà. Đây, mày diễn lại coi, mày đóng vai con nhỏ này đi. Dạ, em đóng vai nhỏ này cho. Ai đóng vai? Ông đóng vai thằng này đi. Không thể biết rành nữa. Ông chủ đóng vai này đi. Ông chủ đi. Bắt đầu tôi định nè. Mày bước ra sau giường, mày thấy nhỏ này. Mày mới chụp tay nó liền. Hãy về đội của anh.
Thôi không được, ba má em không cho. Ba má không cho, kệ ba má. Thôi vượt, mà vượt qua lễ giáo cúng quần áo theo trai. Thôi chị ơi, đi. Đó, đó, đó. Chuyện là như vậy. Con nói cho ba vô nghe. Lý. Đúng rồi, vô lý. Vô lý, nếu vô chốt lý đi thì bây giờ sao còn trần trần cái này chứ. Con gái 12 tuổi mà làm gì có chuyện đó. Đúng rồi. Bây giờ thấy con phải chứng minh cho ổng biết là con không phải là cái loại người như vậy. Gia đình mình là gia đây đình gia giáo. Gia giáo mà đi mua giải hoa hậu. Ôi trời ơi, cái dụng chuyện dễ sợ Lý vậy đó. Đúng không? Tôi nói đúng mà. Bây giờ ông muốn ơi, đề nghị gia đình vô bàn, vô bàn. Mình vô ghép ngồi. Bây giờ ông muốn gì? À, tào lao, đúng rồi, nãy tôi muốn đem lại sự công bằng. Đúng. Tại sao một con người đẹp trai phong độ mà bây giờ ra nông nỗi này? Đúng. Thấy không? Mặt không còn tỉnh táo. Thấy không? Tại sao như vậy? Đau không? Không đau. Đó, thấy chưa? Không đau. Đó, ông thử coi, ông thử coi đau không? Đâu có đau. Đau không? Phải, cái mặt nhiều mỡ quá, nó mất cái cảm xúc con ơi. Nên đau không? Đau. Hồi sáng này con có đọc tờ báo, có đăng là tìm người lạc. Cái nét mặt trong hai người này, 192 Hàm Tử vừa đi lạc đang truy lùng hai người này không chịu à? Báo nào? Báo công an. Báo công an nào đăng 192 Hàm Tử bị điên hả? Gọi điện thoại cho bệnh viện tới hốt liền. Gọi liền. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè. Hai anh nó bị bệnh, hai anh nên vô trong bệnh viện. Chuyện gia đình tôi để tôi giải quyết. Không, tôi là tôi hàng xóm, tôi góp ý thôi. Tôi không có bệnh gì hết. Tết sắp tới rồi, phải để cho con nhỏ nó về nhà, nó lo cho cha cho mẹ, rồi lo cho chồng con nó nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi đẻ, anh đẻ bằng nách. Anh nào vậy? Anh nào? Anh này anh đẻ bằng nách ra. Chứ giỡn thôi không? Thì sao mày nói tao là nó đang bị này kia qua cứu. Nhưng mày nói mày bị như vậy là do gia đình này. Ờ đúng rồi. Đúng rồi gì? Có cùng có đâu mày tào lao mà mày ơi. Này cái này đó cho mày tao đi về đi. Ê. Ủa sao lột kèo rồi? Cái gì? Ê! Mày! Đi luôn đi! Bây giờ tới phiên tôi nè. Sao? Giờ sao? Cái gì? Anh ơi! Ai nó bay vô đây quậy tao đúng không? Quậy cái gì? Mình hốt tiền không được không? Mình đi thôi anh ơi. Hả? Bây giờ vậy nè, em nói về tính con người nè. Qua đây. Dạ. Bên kia không phải mày. Dạ. Đây, tính con người, những người như vậy là đáng thương nè. Về với gia đình đi. Hả? Về với gia đình đi. Gia đình nào? Về với gia đình đi. Mày hấp, mày ở lại là mày mệt nữa, mày về đi. Dạ. Về đi. Đó ra đi. Ê, chưa dạ có giải quyết xong cái vụ tôi hành hạ nó mà. Tôi sẽ người giải quyết. Còn cô. Còn cô. Cầm đi. Sao anh? Về với gia đình đi. Em về em chưa lấy tiền lương mà. Về với gia đình đi. Em chưa được mà về. Về với gia đình đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Về đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Bây giờ. Về với gia đình đi. Còn gia đình mình. Về với gia đình đi. Tôi về với gia đình đây. Mày. Bỏ đi. Em chưa lấy tiền lương mà. Chưa giải quyết chưa. Không được cái vụ mà về gia đình. Rồi đây đi vô đây à. Nhất định không cho về. Không cho về. Bây giờ sao? Em chưa lấy tiền lương mà anh. Hả? À, hai người cấu kết vô đây quậy gia đình tôi đúng không? Tôi nói một câu chân tình. Không sao có chân tình gì đâu. Ngồi im đó. Ta cậy. Về bây giờ đang tới đi. Tôi nào em được. Rồi đi về đi. Thôi tôi đây. Đi về. Có về. Mệt quá. Cái vấn đề nằm ở chỗ là Bibi Trần bị hiền quá. Bị hiền quá là bị nguyên cái gia đình cuốn là bị cuốn theo luôn. Mình vô cái nguyên gia đình dập mình. Đã nói rồi, nguy hiểm lắm. Nhớ không? Nhớ cái câu mình nói gì? Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ. Cũng chàng vậy. Nhưng mà không sao. Bây giờ sao nữa? Nhưng mà không sao, có tiếc một bộ đội là bị dập quá. Coi như là mình chỉ qua mắt thôi. Ừ. Khởi động thôi. Bây giờ là tiết mục này là tiết mục một màu sắc khác biệt. Ừ. Màu sắc về âm nhạc, màu sắc về sắc đẹp. Ừ. Và khách mời tiếp theo là ai, chúng ta cùng chờ xem. Kính thưa quý vị thân mến, ngay lúc này, ngay bây giờ và tại đây sẽ xảy ra một live show hoành tráng hành tinh. Có 102 và không lầm lẫn với bất cứ ngôi sao nào khác trên thế giới. Xin một tràng pháo tay dành cho ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Âm nhạc ở đâu? Những câu chuyện về đàn ông. Tại sao khiến mọi người tò mò. Anh ngồi gần hơn nè anh. Hiểu ngoài nhiều chuyện bằng gì? Rồi. À.
tổ trưởng nhóm đàn ông vùng lên hô Việt Trung. Dạ mẹ mày là con sư tử hả? Dạ. Có ghi ở dưới là Hà Đông không? Dạ dạ. Chào ngon rồi. Bận nhậu lão làng Khánh Nam. Tôi vừa làm chủ, tôi vừa làm đào luôn. Nãy giờ ông này ông ngồi đây ông uống là tôi phải ngồi đây đó. Trong nhìn cái sắc đẹp người ông uống mới ngon. Anh ơi, hôm nay em đến đây không phải là để xin tiền hay xin gạo. Đừng nói đời đứa con nghe nha. Thấy rồi. Mà hôm nay em đến đây là để khuyên anh bỏ người vợ ấm trì. Bỏ đi. Nãy giờ tôi hỏi ông nè, ông vô đi vô ông nhậu hay là ông vô ông ăn ké của người ta? Thì vô nhậu ké. Đó là 5 ngàn. Cái gì kỳ vậy? 10 ngàn. Tạo tờ vé số nhưng cho đưa 10 ngàn à. Chứ nhiêu, mua nhiêu? Thì ông mua 10 ngàn. Thì giờ trả 5 ngàn, tối lại 5 ngàn. Cha nội ơi, khỏi mua cha nội ơi. Nếu tôi có bị vợ tôi đánh đi nữa, cũng là cái thú đau thương của tôi. Thôi anh nghĩ đi, mặt em gì sớm này ai theo em. Anh lấy em là em mừng lắm rồi đó. Đúng rồi, tôi chụp hình bà tối mấy lần rồi đó. Tất cả sẽ có trong Hội Quán Tiếu Lâm tập 11. Toàn thể quý vị đến với chương trình Hội Quán Tiếu Lâm mùa thứ hai. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp gỡ ba vị khách mời vô cùng dễ thương. Vị khách mời trẻ tuổi nhất, nghệ sĩ Khánh Nam. Ca sĩ vô cùng xinh đẹp Băng Di. Và ca sĩ triệu view trên YouTube, đó là ca sĩ Hồ Việt Trung. Thế là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và nói chuyện một vài câu vui vẻ với anh Khánh Nam. Và xin mời anh Khánh Nam tặng quý vị khán giả một câu cải lương nào đó. Người ta phải nói câu là có người lớn mới có người nhỏ. Đúng rồi. Đừng có người già, người trẻ. Nó hơi kỳ ha. Chứ vui thì vui. Người thành đạt. Người thành đạt. Thôi không ca cải lương nữa. Không ca cải lương đi. Thôi. Anh là ca cải lương là hay nhất. Vỗ tay. Giang ơi. Dạ. Hết hả? Hết rồi. Rồi. Kính thưa quý vị, là như thường lệ thì trong chương trình của chúng tôi, phụ nữ luôn được ưu tiên hàng đầu. Bởi vì phụ nữ là những người mong manh dễ vỡ. Ngày hôm nay Hồ Việt Trung có một cái lỗi rất lớn đối với anh Chí Tài là đứng sai vị trí. Đúng rồi, sai lắm rồi.
đứng sai vị trí, sai sai rồi nên đổi đi. Đổi đó, đi qua đây, đi qua đây, qua đây, đúng rồi đó, qua đây, đó, rồi đổi, đổi được rồi. Cũng vậy anh. Cũng vậy hả? Cũng vậy. Em phải hợp lý hơn. Bảy rồi. Vậy vậy, đừng có giờ cái số đẩy một người phụ nữ như thế. Đúng rồi, nói được rồi. Khổ quá. Anh cái gì vậy? Đây, để anh sắp xếp cho em cái này nè. Đây, đứng đây. Chưa hợp lý hả? Anh thấy nó hợp lý không? Nó méo méo sao á? Rồi giờ sao? Nó méo, quay lại đi. Quay lại hả? Em qua bển đi. Em qua đây. Đó. Nói vậy nè, đó. Vậy đi trên đất. Anh nhìn em gì? Anh nhìn em gì? Hay 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 hay. Vâng, kính thưa quý vị là cũng hợp lý. Anh Chí Tài bữa nay đã thuộc về nghệ sĩ Khánh Nam. Còn Băng Di thì lẻ loi một mình, không sao. Dù ngăn sông cách trở, mình vẫn về với nhau. Em thấy giống gia đình hai họ quá anh. À thì đó. À đây, kính thưa quý vị, một gia đình. Ba của Hội Việt Trung và ba của Băng Di. Tôi MC, Lady and Gentleman. Ngày hôm nay chúng ta vô cùng vui vẻ bởi vì hai cháu đã có hạnh phúc riêng. Và hai ba, đó là ba Chí Tài và ba Khánh Nam, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng vun đắp hạnh phúc. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho hai bên gia đình. Không công nhận, công nhận trường gia ở không thiệt. Rảnh ở không đâu vậy, ba má đâu đây vậy? Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ ba vị khách mời và những tình huống như thế nào, được đưa ra như thế nào, được giải quyết như thế nào và mang lại tiếng cười như thế nào, chúng ta cùng chờ xem. Trong tình huống đầu tiên, đó là tình huống buổi sáng. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Và người chơi của chúng ta đầu tiên đó. Hồi hộp ấy, hồi hộp gì? Thì buổi sáng này là cái người chơi này. Buổi sáng gì? Gái đẹp. Gái đẹp là hay lắm. Sao? Em thích à? Không. Có thiệt không? Người nữ đẹp là yêu quái không? Không sao, yêu quái nhưng mà miễn là trước khi làm yêu quái người ta là đối với mình là thiên thần mọi người. Chúng ta cùng chờ xem thiên thần của Chí Tài sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống buổi sáng ngày hôm nay. Cứ vui đi, Băng Di đang chờ đợi. Xuất thân là người mẫu ảnh, Băng Di đã lấn sân khá thành công sang con đường ca hát. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất cũng đã giúp Băng Di có cơ hội tham gia nhiều bộ phim với các tính cách khác nhau. Băng Di sẽ hóa thân thành một bà cô nhiều chuyện. Cô sẽ mang đến những tình huống như thế nào đây? Công trình của em đi rình mò nè, rình đập nè. Trời ơi, mỗi ngày mà em vện cái lỗ tai lên em nghe nhà anh chị có gì. Trời ơi, đóng cửa lại giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy đó. Mình có một mình thôi mà. Sao chú Hà Linh rồi chị Nga rồi anh Đạt. Mai mốt là thôi, chắc ở ngoài đời là thôi khỏi nhiều chuyện với ai luôn. Thấy không có năng khiếu nhiều chuyện rồi. Chuyện gì đã xảy ra, xem ngay sẽ biết. Anh Linh, chị nha. Ôi, em ngồi cái đi mỏi chân quá trời, nhà anh chị xa quá à. Đi không mỏi hết cái chân vậy đó. À, con ngồi chơi để cho gia đình tôi nội bộ tôi nói chuyện chút xíu nha. Ủa sao, có chuyện gì vậy chị? Có chuyện dữ lắm. Ủa, có chuyện gì hả? Không phải, có chuyện họp. Tụi tôi đang họp, gia đạo đang họp mà cô đến. Đây họp luôn. Cô đến không có đúng lúc, nhưng mà thôi đã có lúc ở đây rồi thì tôi sẵn đây nghe chuyện cũng được. Tập trung họp luôn đi. Sao bà cũng lạ, nhà mình có mắt mới ra quán cà phê họp. Thì cái trong nhà nó ngợp quá đi, cái nhà cái diện tích gì mà bề ngang 4 về sau bố ngồi chật nít rồi ra ngoài quán cà phê. Vậy chứ ra đây ngồi cũng có một thước đây chứ mấy. Này thước nhưng mà cái không gian nó khoáng đãng hợp nó dễ hơn. Khoáng đãng cái chuyện gia đình. Thôi, tự nhiên em ra đây nói chi cho giặt áo cho người ta xem lưng. Thôi cái nhà cái hộp của anh chị thì em cũng biết rồi. Thôi, đâu có cần phải khoe. Để em nói chị đi. Chị để cho em nói. Để đừng. Thôi chị không có được giả bộ như thường ngày. Cô ngộ quá, chuyện gia đình tôi cô xỉa cho là 777 rồi đã mất sóng hoài. Trang bị đứt cục quá. Nhưng mà bây giờ em có cái chuyện này rất là quan trọng nè. Ôi quan trọng xong. Sao mà quan trọng bằng tôi, để đó tôi nói. Chị để trời cho ơi, em nói. Trời ơi, tôi là chủ nhà. Chị nha, có bồ. Rồi xong hết chuyện, nói xong luôn rồi đó. Trời đất ơi. Ê, công người, trình của em. Công trình của em đi rình mò nè,
rình rập nè. Trời ơi, mỗi ngày mà em vện cái lỗ tai lên em nghe nhà anh chị có gì. Thôi, hôm nay ơi, em có tin hot em mang tới cho anh. Sao anh cứ từ chối cái tin của em hoài vậy? Tôi nghe được rồi, nhưng mà vợ tôi hiểu. Sao? Không có đâu chị này, chị ghê lắm đó. Em là em muốn tốt cho anh, em thương anh hiểu không? Cảm ơn cô. Cô cũng bớt chuyện lại đi nha. Cô mà nhiều chuyện quá, có ngày cái miệng cô nó sưng dài hơn cái lỗ mũi đó. Em không ngờ em qua đây mà anh mạt sát cái nhan sắc của em như vậy. Không phải là mạt sát, nhưng chuyện gia đình tôi hiểu. Trời ơi, anh ơi, anh chỉ hiểu có một phần thôi. Trong xóm này không biết ai không biết cô nhiều chuyện. Nhiều chuyện đâu phải là cái tội đâu, đó là cái ưu điểm của bây em. Bây giờ sao? Giờ cô muốn ngồi ở đây mình đúng không? Không. Gia đình mình kéo qua quán khác không? Không, em kể cho anh nghe. Chị ra thôi, chị. Để hỏi cần kể. Hợp. Em để không. Im, tôi muốn vợ tôi nói. Tôi chưa muốn cô nói, cô qua bên kia ngồi. Cô tắt, cô qua đây đi, cô tắt. Qua thẳng bên bàn bên kia, mày đưa cái ghế qua thẳng bên bàn bên kia. Cô lên bàn, cô ngồi qua nghĩa trang khác đi. Rồi, con gái như vậy là hiểu rồi. Còn gì phải nghe lời của cô. Sao anh giống như là đang thờ em vậy đó anh? Cho em lên bàn ngồi luôn vậy đó. Đúng rồi đó. Em nói cho anh nghe. Có bữa cô nhiều chuyện cô cũng phải lên bàn đó ngồi nhìn gà khỏa thân đó. Anh ơi. Ngồi đợi chút cho em học. Hôm bữa em thấy chị nghe. Kệ đi, cứ coi như là dông nhập đi. Nói bên này nè. Anh ơi. Mày đừng có quan tâm mà. Anh ơi. Bây giờ bà qua bà làm vợ ông chồng tôi, bà nói vậy đi bà nội. Trời ơi, gì vậy? Đây nè. Anh cứ từ chối em hoài vậy. Qua quán khác. Em mang tin hot cho anh. Quán từ chối em hoài vậy. Anh vậy? Ơi. Bây giờ tôi nói cô nè, tôi chỉ cho cô một cái chỗ này. Gia đình tôi đang họp nội bộ nên cũng rất là cực khổ. Ít khi nào mà tôi nói chuyện được với chồng tôi lắm. Bây giờ chị ra đây nè, chị đứng đây đây, chị đứng đây đó. Chị làm cái bảng giống như là người đứng hướng dẫn ở đây có bán cà phê giùm tôi rồi đó. Rồi chị đứng chị vô hình y chang vậy nha. Để cho gia đình tôi họp chút xí rồi ra có gì tôi sẽ nói chuyện với chị sau. Thôi được không? Rồi, bây giờ gia đình này không tin tôi chứ gì. Cái gì bây giờ nói là tôi nhiều chuyện, miệng tôi nói thì mọi người sẽ không tin. Ok, bây giờ tôi sẽ có hình ảnh cho mọi người coi đây. Nhét hơi sâu một chút. Em mời anh xem. Cảm ơn dạ. Cô để về nhà rảnh coi. Rồi cô còn gì nữa cô đưa không? Không, anh phải xem đi cái hình đó. Không, cái chuyện này, cái chuyện này là của riêng của tôi rồi. Khi cô đưa vô cho người tôi là của riêng của tôi. Nói anh hãy xem đi. Tôi không cần xem cái hình chà bá lửa trên kia rồi. Coi trong cái hình nhỏ anh chị. Trời ơi. Em quên mất là em mới dán cái poster ở đây. Đó anh xem đi, anh thấy không? Đây là ai? Chị nha. Tôi thấy rồi. Vợ tôi chụp hình chung với lại người mẫu cái gì? Rồi đó đó kìa, trời ơi đó rồi, các anh thấy chưa? Dựa dẫm nè, ngồi ăn ốc dựa dẫm nè, anh thấy không? Bối cảnh này là ở quận 11. Em đi theo là em rình em biết. Bây giờ tôi hỏi cô nè, cô biết người này người nào không? Nè, em đâu biết đâu. Cô không biết, cô dạ. Đi chụp hình ra chị. Thì cũng có thể này kia nọ được chứ bộ, đúng không? Trời ơi. Bây giờ đó anh thấy không? Bây giờ chị á, trai trẻ chị không chịu. Bây giờ chị chuyển qua chị cặp trai lớn tuổi rồi. Đeo mắt kiến nữa. Cái này cái gì cô dâu gì đó. Đại náo. Đại náo gì đó, cái này hình phim cô ơi. Sao cô tào lao quá. Cô rảnh cô ăn ở không quá. Anh à, thực sự là bây giờ em cũng muốn nói chuyện với anh. Trời, có con với mẹ luôn kìa. À chị. Gia đình mình vui mà. Anh thấy không? Bây giờ ngay cả con trai của anh hả cũng đi theo để bao che cho mẹ nó. Anh thấy không? Trời, đi cặp bồ mà dắt con theo nó kìa. Trời. Cô nhìn thấy cái đó là hình báo đó cô. À dạ dạ. Cô đừng có nói là cô chụp. Dạ. Thấy cái chị chấm nét. Em là phóng viên. Không, phóng viên ăn ở không quá rồi đi nói người ta này nọ. Tôi cũng bị phóng viên nói chết mấy lần rồi mới vô hôn mê. Sao? Đâu có sao. Anh ơi à, còn gì để nói nữa anh? Còn gì để nói nữa? Cũng không có gì để nói đó. Còn á, tại vì lúc này là vợ tôi bóp cổ cái thằng kia le lử chết rồi. Trời. Nó nằm như nó chết vậy chứ có ai âu yếm mà nằm le lưỡi như nó không? Em hỏi anh mấy cái này là vợ anh nói cho anh nghe hay là anh có mặt ở đó? Hay,
Tôi nhìn hình là tôi biết, thấy thằng kia ngáp ngựa là không có chuyện gì xảy ra rồi. Cái này không phải là ngáp ngựa, cái đó là đang diễn mặt sexy đó anh. Trời ơi, sexy cái kiểu nào chứ sexy kiểu đó tôi không bao giờ tin hết cô. À, anh à, à thật sự cổ thì cổ qua đây cổ cũng lôi cái chuyện riêng tư của em ra, là em có bạn trai. Nhưng mà thật sự cái điều đó cổ nói cũng là rất là chính xác. Đó thấy chưa? Thật sự em cũng là đang có bạn trai anh à. Đó. Cái chốt cuối cùng của câu chuyện này là em kêu anh ra uống cà phê họp để em báo cáo với anh một cái tình hình là em đã có người yêu mới. Trời ơi, còn có gì đâu ngạc nhiên. Ba không đủ lãng mạn như người ta. Phụ nữ mà con, đôi khi mình cũng phải thông cảm cho họ. Đàn ông đi ra ngoài chơi được thì đàn bà họ cũng cần cái tình cảm như vậy. Thôi bỏ đi, ba không giận, con giận làm gì. Em nói quá mà anh cũng không có ghen hả? Ghen tương để làm gì, tốt đẹp gì đâu. Trời à, nhưng có mà... chồng hờ hững cũng như không đó chị. Cái chuyện hờ hững hay không trong lương tâm cô biết, cô người ngoài, gia đình cô chưa tỏ, ngoài ngõ cô hay chi. Anh à, mà thực sự là bao nhiêu năm mình chung sống với nhau, em đã có một mặt con với anh, nhưng mà anh sống anh khô khan quá à. Một con người em lãng mạn classic quá, anh không bao giờ quan tâm đến em, anh bỏ rơi em, anh khô khan với em. Anh khô giống như là một con khô hố vậy, anh khô giống như là cái cơ thể của anh vậy đó. Anh khô khan quá em không chịu nổi, em phải quen với hot boy, em phải quen với những cái người này. Em được không anh? Bây giờ em nói nghe nè, chị nghe đây, không có đủ cái gọi là cái cảm xúc mà để cho anh có một cái cảm xúc mãnh liệt khi yêu á. Em nghĩ là em sẽ rất là hợp với anh. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao gần, ngồi gần người đàn ông đó, tại sao vậy? Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao ngồi gần đàn ông? Anh ngồi gần thôi mà anh, cái này biết là cái gì vậy? Rồi nè, à, à, đó, trên vừa, đó, đó. Tại sao vậy? Anh ơi, đi, cái chuyện này là hiểu lầm thôi, anh hiểu. Nghe một cái cụp luôn á, siết hả? Tại đừng, sao ngồi gần đàn ông? Không, bây giờ nói nổi không nè. Rồi vậy luôn, thôi. Tại sao ngồi gần đàn ông? Xin lỗi tôi đi. Em đâu có làm gì có lỗi đâu mà thành hôi. Được rồi, xin lỗi. Rồi đó. Khổ ghê. Sao ngồi gần đàn ông? Có mình ổng vô ghen, mình ổng nói, mình ổng xỉu luôn, không ai làm được. Có kệ nó đi cho. Ghen là sao? Ghen là sao không hiểu gì hết, tự nhiên vô làm siết hả? Tại sao ngồi gần đàn ông? Tại sao nói chuyện đàn ông? Như vậy nè. Như vậy là sao? Trời ơi, cứ nhảy vô họng tôi nói hoài, leo đầu tôi ngồi luôn đi. Anh à, thôi kệ nó, cái chuyện có cái thằng khùng nó ra đập đầu kìa cha nó đi, mình nói chuyện. Tôi đã nói rồi, cái chuyện này là chuyện của gia đình mình, cô đó tự động xía vô thì bây giờ cái chuyện của gia đình cổ mình đừng xía vô, bởi vì mình đã nói người ta rồi. Dạ, nhưng mà anh, nếu mà em như vậy thì anh có trách cứ gì em? Tại sao? Tại sao anh có còn yêu em? Trời ơi, nó khổ quá à. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Để chồng vậy đi. Ông ghen tầm bậy tầm bạ à. Ghen bậy hả? Chưa có gì hết, nói cứ nhảy vô trong họng người ta. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao tôi ho hoài không hết? Thôi. Em, tôi hẹn anh mấy ngày nay không gặp anh vậy? Tại vì em bận chuyện gia đình quá. Bận cái gì bận? Từ đi. Từ ơi, đi em... rồi em rảnh rồi, có gì em ra uống cà phê với anh sao? Không được, ủa, anh chờ em hoài. Cái gì á, khi nào người ta có thời gian, phụ nữ mà, người ta còn lo việc gia đình. Khi nào có thời gian á, người ta sẽ đi uống cà phê với anh. Còn cái hình hồi nãy của anh tôi đã thấy rồi, anh cũng nằm ngáp ngựa rồi, đèo bồng làm gì. Không, nhưng mà tôi ngáp gì chứ mà từ hồi gặp ngay giờ tôi thấy cuộc đời tôi nó giống như là thay đổi vậy đó. Nó thay đổi dữ lắm hả anh? Nếu anh cảm thấy cuộc đời anh nó thay đổi được, trong khi đó tôi làm cho vợ tôi buồn, anh cảm thấy đem lại hạnh phúc cho cô ấy, anh cảm thấy cô ấy hạnh phúc, anh cứ tiến tới đi. Ủa anh, trời sao anh nói chuyện kỳ vậy? Bây giờ có bạn trai em đến đây rồi mà anh cũng không ghen em nữa hả?
Một khi người đàn bà họ đã muốn thay đổi thì không có ai cản được đâu. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh là anh có còn yêu em không? Nếu anh không yêu em, anh đã không hy sinh vì cái gia đình này. Mấy cái người đàn ông mà không có ghen là không có yêu, đúng không chị? Đúng rồi, vậy thôi đàn ông không ghen là không yêu. Bây giờ theo anh đi nhé. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, mỗi người có một cách ghen khác nhau. Tôi không ghen điên đảo như anh chàng kia phải đập đầu đập cổ, cái đó là ghen điên. Làm sẽ like được đấy. Tôi không ghen như người ta đánh vợ đánh con, cái đó là ghen vũ phu. Trời ơi. Ủa gì? Trời ơi, trên đời tôi chưa gì gặp người đàn ông nào như ông này. Em ơi, nghe, trả tiền cho tôi đi về, tôi mệt quá rồi. Tôi thấy sai sai rồi. Bà mà là vợ ông này tôi thấy là hơi sai sai rồi đó nha. Ủa sao vậy? Người đàn ông mà sao không biết ghen vậy, cho cái tội gì? Bởi vì giờ tôi đang lo quá, tôi không biết ảnh có yêu tôi không. Nhưng mà qua cái câu chuyện này tôi mới phát hiện là ổng quá yêu tôi. Đi thôi, giờ ông về đi ông nội ơi. Về đi, rồi bữa sau có gì tôi thanh toán tiền. Trả tiền đi. Ủa là gì má? Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Qua chuyện thử lòng vậy giờ em mới biết là anh rất yêu em, chứ em không có bồ. Anh nghĩ đi, mặc em vậy sớm này ai theo em. Anh lấy em là em mừng lắm rồi đó. Đúng rồi, tôi chụp hình mà tôi ối mấy lần rồi đó. Vậy là cái chuyện này là do cô sắp xếp à? Còn cô kia? Dạ Cô đến đây cô phá gia đình tôi với lý do gì? Dạ, thật ra mục đích chính của em cũng là nhiều chuyện. Dạ, mục đích phụ của em cũng là chuyện em có nhiều quá, cho nên là em phải chia sẻ bớt là chị Nga đây nè. Chị mới nhờ em làm mấy cái chuyện này nè. Tại chị biết em là mang tiếng nhiều chuyện trong xóm. Em qua đây để em phá anh. Mà giờ đây luôn. Anh à, tôi nhờ anh đừng ho nữa. Ho quá. Anh đứng lên đi. Ho quá. Anh là chồng của cô này chứ gì. Cái anh chấp nhận ở với một người vợ nhiều chuyện như vậy à? Đi phá gia can người khác như vậy à? No! Tại sao lại vậy? Nghĩ cái bàn này anh không tự đập anh. Anh phải tự đập cái người vợ nhiều chuyện của anh á. Để cho nó bớt nhiều chuyện tại đi. Tại sao vậy? Tại sao mà nhiều chuyện để người ta mắng vô tôi? Tại sao đứng gần đàn ông? Tránh ra! Tránh ra! Trời ơi! Ghen cái gì mà ghen quá là trời! Nè, tôi đã nói rồi. Anh nghe, thôi bây giờ tôi cũng xin lỗi anh đi. Thật sự vợ anh cũng đàng hoàng, ngoan hiền lắm à. Mà trong cái chuyện này là tôi mướn chỉ về thôi à. Chứ anh đừng có suy nghĩ gì. Qua đây cái gì đập đầu giống bị khùng với ông nội. Mới thấy ngồi gần phụ nữ anh ta. Tại sao đứng gần phụ nữ? Vậy? Đó, cái gì nữa vậy trời? Nè. Anh nhận ghen lố quá. Thôi tôi nói cho anh chị nghe. Anh chị bớt cái tính này đi. Đèn nhà ai nấy sáng. Cho nên á, cũng đừng có nghe lời vợ tôi. Đừng có vì những cái đồng tiền đó mà để thử thách tôi. Còn em dạ. Nếu em cảm thấy sống được với anh thì sống. Không sống được với anh, mình là vợ chồng, ở với nhau mấy chục năm rồi. Con nó cũng đã lớn như vậy rồi. Gần có xuôi da tới nơi rồi. Thôi, nếu em có chuyện gì em cứ nói thẳng với anh dạ. Không cần phải thử thách anh như vậy dạ, em... Mỗi người thể hiện cái tình cảm của họ khác nhau. Dạ em muốn là từ đây trở đi là em sẽ tin anh, em sẽ tin cái tình tưởng, tin cái tin tưởng, cái tình yêu của anh dành cho em. Và má xin lỗi con nha. Thôi bây giờ má hiểu rồi, ba rất là yêu con. Thôi sẵn đây có đông người nè, để má hôn ba. Trong cái buổi này tôi thấy ông mệt lắm, thấy không? Vừa phải đánh gai đóng dạy ghen, còn phải tự đập đầu vô bàn mà chưa bao giờ thấy một người đàn ông không biết ghen như đâu vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo, đó là buổi trưa, để xem Hồ Trung xử lý như thế nào. Xin mời. Như vậy là bây giờ sẽ là Hồ Trung, chúng ta chờ xem. Buổi trưa ăn không ngon không? Chứ anh thấy là anh nhìn cái mặt anh là em thấy không ngon rồi. Bệnh quá. Tôi nghĩ bệnh mà phải đóng dây già đó. Thôi cũng hên là nhờ bệnh mà đóng dây già. Nó giống như mình già thiệt. Không sao. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Là một ca sĩ, thế nhưng Hồ Việt Trung đã bộc lộ khá rõ tính cách cũng như khả năng hài hước của mình. Bằng chứng là trong các MV ca nhạc, Trung luôn hóa thân thành các nhân vật vô cùng hài hước,
bữa nay em đại diện cho là mấy anh em trong trong xóm của mình tới đây nè khuyên anh bỏ vợ. Hội trưởng Hội Bảo vệ Đàn ông Hồ Việt Trung sẽ làm gì để đến nông nỗi này? Anh ơi, hôm nay em đến đây không phải là để xin tiền hay xin gạo. Xem ngay tiểu phẩm sẽ biết. Và sau tiểu phẩm này thì Hội Việt Trung rút ra những cái bài học của mình là từ nay Hội Việt Trung sẽ bớt làm gì bao đồng, bớt lo chuyện của người ta. Nhà cũng qua đèn, nhà ai đấy sáng. Anh ơi, hẹn tôi ra đây làm chi vậy? Tôi đang làm tôi bỏ phân cho mấy cái gốc cây mà. Đi chú ngồi lên đây đi. Trời, em sợ em lo cho anh. Làm gì lo? Em nghe chị đánh anh em chạy đây liền nè. Bỏ chị đi. Bữa nay em đại diện cho là mấy anh em trong xóm của mình tới đây nè khuyên anh bỏ vợ. Tôi nói cho chú nghe, mỗi nhà mỗi cảnh. Bây giờ tôi nói tôi là không có bị vợ đánh. Mắc mới gì sao cứ ép tôi vậy, cứ thấy bầm cái kêu vợ đánh, thấy bầm cái kêu vợ đánh. Nhưng mà em nói đây á là tại vì bà đánh anh nhiều quá. Ngày nào cũng đánh 5-6 lần hết, làm sao em chịu nổi. Anh coi kìa, đánh như vậy kìa, chịu nổi không? Ngày xưa anh 60 mấy ký, đánh giờ còn có 50 mấy ký à. Bây giờ ốm á, nó đỡ tiểu đường nè, nó đỡ huyết áp nè, nó đỡ đủ thứ á. Mắc cái chứng gì không ốm? Trời ơi, đánh này là lấy guốc đập lên nè anh ơi, lấy guốc đập lên nè phải không? Cái guốc tầm bậy rồi. Guốc vợ tôi mang là guốc nhọn có một cây vậy thôi. Đánh ở đâu mà nó tè ra mươi như cái bông thọ vậy mà đánh ra mà tầm bậy. Vì vợ tôi mà đánh tôi vẫn chơi hoài, đàn ông trong nhà. Anh hiểu không? Anh ơi, bây giờ ai nói gì nói. Nhưng mà riêng em á, em thấy anh bị đánh gì á, em đau lắm. Đau trong này nè, Linh. Chú đau trong tim hả? Dạ. Đừng nói chú yêu tôi nha. Anh quên bỏ rồi đi sao? Nha, bỏ cái đó đi. Anh quên rồi sao Linh? Ngày xưa sạp xe dành dòng ở ngoài chúng nước. Chúng ta như hai chị em. Anh quên rồi sao? Chiều nào ai anh em mình cũng đạp xe vòng vòng ngoài Thủ Đức. Có bộ đạp xe đi là yêu hả? Từ đó mới có khu công nghiệp Linh Chung. Cái khu công nghiệp đó người ta đặt tên mắc chứng ôn gì tới mình. À, tên hai đứa mình đạp qua đạp lại hoài. Tên nhớ tên ta đặt cái cổ luôn. Trời ơi, tôi không biết cái khu công nghiệp đó nó rảnh không mà nó đi lựa cái tên hai cái thằng Hà Bá. Chú cứ yên tâm đi, cuộc sống của tôi rất là vui. Nhiều khi nếu mà tôi có vợ, bị vợ tôi đánh, tôi ví dụ thôi. Nếu tôi có bị vợ tôi đánh đi nữa cũng là cái thú đau thương của tôi. Mình thương vợ mình chấp nhận thôi. Nhưng mà huống hồ gì cái chuyện này là không có bị đánh. Không có bị đánh. Bây giờ không biết nói như thế nào nó đây là đi học về. Em vô nha. Ồ, ba mới học về. Rồi chào chú Trung mới học về. Con anh hả? Dạ. Còn tôi với ai? Trời ơi, chú là chú nè mà qua chú đây, qua đây. Dạ. Dạ hoài, dạ nhà luôn, dạ hoài gì? Dạ, chú kêu con gì, con mới học về. À, dạ hả? Ủa ba, cái cú đá 360 của má vô mặt ba giờ chưa tan máu mộng luôn hả? Thấy chưa, anh thấy chưa? Dạ. Con anh nó bán đứng nhanh luôn, thấy chưa? Có gì đâu. Vợ anh đánh lên đó đàn. Bậy rồi, thì nó gì thấy vậy? Là đúng. Đúng rồi. Tôi á, lúc nào cũng biểu vợ tôi học võ đi. Bây giờ ở ngoài đường á, nó nhiều cái phức tạp nó xảy ra, phải nên học võ. Thì khi tôi chỉ cho bà cái đòn đó đó là bà đá vô đây. Còn cái này là bà dấp té chứ. À, còn cái này là nó qua rồi, nó hết rồi. Vậy hả ba? Dạ. Bây giờ nè con nè, con thấy rõ ràng nè. Ở nhà má con đánh ba con kiện mà con để không không thì con không nói lên tiếng gì hết. Nhà đánh hoài hai trai, má con với ba con giật võ hoài. Giật võ mà, quýnh võ. Hai người giật võ nhau dữ lắm. Chú chưa thấy đâu, nhiều cái cú kinh khủng lắm. Quánh như ngày này, ví dụ như chú là bả đi. Ờ, quánh đi. Ra đây, cho mượn mày làm. Ra đây nha. Dạ, mày, dạ. Mày đứng đây đi. Đây, đứng đây. Để đem làm trọng tài. Thôi, thường thường ba má vợt là em biết là trọng tài. Là trọng tài không đó. Giữ nè, đó là giữ nè. Chú là tôi đi nha. Dạ. Chú có tưởng tượng là ba đánh nè. Dạ, đánh hả? Đó, hay quá. Đó, mà đánh chưa trúng, bây giờ bắt đầu mới đánh trúng. Đó, bây giờ chú muốn nghiên cứu về cái vấn đề học võ thuật của vợ tôi nào. Dạ, nếu mà nghiên cứu thì tôi quốc thiệt à. Dạ, dạ, không, không, được rồi. À, dạ, dạ, rồi. Bà má giật võ dữ lắm. Không, bà nào cũng làm trọng tài hết. Biết rồi, biết rồi. Má về, má về. Lên, má về.
Quay! Quay! Anh quay! Anh đi đâu vậy? Đó, thấy không? Rồi sao ở vậy nhà? Vậy chồng ta vậy đó. Nước, việc nhà rồi, trong nhà rồi không làm đi đâu ra ngoài đây cà kê với ngỗng chi vậy? Chú Trung nó hẹn tôi, có chuyện. Rồi tôi nghe, tôi tưởng đâu là ra coi phân bón gì này nọ ở trên ấy rồi sao? Ờ, vậy hả? Thì chơi gì chơi, nói chung là em trong nhà thì biết anh là rảnh rỗi thì có phải có bạn bè đùm đấm, nhưng mà làm gì làm, nói về là mấy cái việc nhà ở nhà tôi dặn nhớ chưa, thì về làm chứ, phải làm, không làm lấy gì ăn. Mà anh nói em nghe nè, em đi làm chi nắng non vậy hả em? Trời ơi, thì nắng nắng chứ mẹ. Thì cứ nhắn rồi anh về, anh đi có chút xíu là anh về với em liền. Nhớ gì chưa? Anh đi bỏ phân chứ về anh có làm gì. Về là về nhớ về hả chưa? Đau, chỗ này còn đau. Ủa còn đau. anh đi dắp té, chỗ này còn đau. Thì thôi làm chỗ này cho nó cân luôn ấy. Hồi tối qua con làm chứng là hôm qua mà ba đi dắp té vô cái đùi gối của má nè. Dắp té đang đi với má. Đêm qua ông chồng tôi đó, tôi đang ngồi coi tivi vậy đó, tôi đang để cái đầu gối vậy đó, ông băng ngang qua dắp cái nguyên con mắt ông đập vô cái đầu gối. Nhưng mà con mắt là bị bên này, cái này là dắp cái gốc cây ông này gì Dương. À, nói như vậy nó đúng hơn. Linh ơi, bây giờ em nói Linh nghe, Linh ơi. Anh ơi, hôm nay em đến đây không phải là để xin tiền hay xin gạo. Đừng nói đòi đứa con nha má. Thấy rồi. Mà hôm nay em đến đây là để khuyên anh bỏ người vợ ấm trì. Bỏ bà đi. Trời ơi, cái gì vậy? Nó cứ hiểu lầm là bà quánh tôi. Tôi làm gì có quánh đâu. Bây giờ nè, tôi tập võ cho bà. Bây giờ đó, bà đứng lên bà chứng minh cho nè. Thấy đi. Đó, nó đó. Tôi nói cho chú nghe. Dạ. Cái câu chuyện mà của gia đình tôi thì xóm làng này ai cũng đồn là tôi là vũ phu với chồng, là tôi đánh chồng á. Rồi là vũ gì không? Người đúng ta rồi, vũ đàn ông là vũ, còn má là con nữ, vũ, má lại gái là vũ thê. Vũ thê, vũ thê. Vũ nữ. Con trai là vũ hưu, con gái là vũ nữ. Vũ thê. Rồi đánh mà tôi có, bây giờ tôi đánh chồng tôi đâu. Chồng tôi thương dữ lắm nè. Tôi nựng nè, không? Ngày nào tôi ngon tôi nựng anh. Ôi à, bỏ. Giật dịch. Thấy không? Nựng nè, không? Nựng rõ ràng, thấy không? Thấy không? Rõ ràng nè, đánh nè. Nựng, ta nựng yếu mà làm gì mà. Nựng mà đôi khi nựng quá đó, rồi đồi núi đá rồi này nọ nó đập vô. Nựng mà cưng quá. Thương yêu nhau. Nựng nè, nựng nè, thấy không? Đó, làm sao u hai cục hai bên như Nata nè. Mà anh chịu đựng được hay được? Không, chịu đựng được chứ. Đó là thú đau thương mà chứ. Nhưng mà nhiều khi ba thương tôi quá, ba hung không phải như người bình thường. Ba hung xong cái, ba lấy cái răng bà cắn vô, xong ấy lên một cái vết bầm. Rồi đi ra đường ai cũng nói bà đánh tôi. Đâu có, cái đó là người ta yêu quá. Chú yêu quá chú này thấy vậy xíu chú. Chú qua chú cứ suối ba con bỏ má con hoài, qua suối bỏ má hoài, bộ chú có ý đồ má con tính vớt má con hay sao vậy? Con nghi như chú rồi đó. Bậy bây giờ thằng Đạt nó nói tôi nói để ý nè. Suối bỏ vợ hoài. Bây giờ sao? Ý của bà là sao? Tại sao cứ suối tôi bỏ vợ hoài vậy? Thì bây giờ tôi thấy anh bị đánh hoài tôi phải kêu bỏ chứ sao vậy? Tôi có cái bệnh cụ thể đâu. Tôi có cái bệnh lạ lắm. Tức là vợ, khi vợ tôi âu yếm tôi hay la lắm. What the world? Mà sao ngày nào, lúc nào tôi thấy anh la chơi vậy? Lúc nào thấy anh la hết? Thì tại vì mà lúc nào cũng được vợ tôi âu tôi yếm. Tôi hung ổng cả ngàn là ổng cứ Đau quá bồi. Mà đó là đang hung. Đau, chúng ta nghe. Bây giờ tôi đi phá gia đình người ta rồi. Ân nhân. Ân nhân ơi, ân nhân. Xong chưa? Ân nhân. Xong chưa? Mệt lắm. Ly dị chưa? Ly quá không gì ly dị. Tao nhờ mày cái chừng nói chuyện mày làm sao mà. Nói giờ không? Cái không, gì? Nói lại gì vậy? Anh nhờ là nhờ cái gì vậy anh Chính? Tao ba mày với anh hồi nào. Hả? Cái gì? Hổ chơi đi. Ủa ông nội mày đó hả? Ông nội con à. Trời ơi, bữa nay bữa nay đội mũ còn tưởng là ông Chính không à. Mắt con bây giờ nó cũng mờ mờ rồi. Hai đứa vừa ai đi vậy chưa? Trời cái gì vậy chú? Chứ mày bánh nó suốt rồi mày thấy nó ốm nhom nhách nên mày không đi vậy mày để chi nữa. Ông do cái cơ địa người ổng cho tao con làm gì ổng ốm. Ba ơi, chứ ngày xưa má có đánh ba không? Tới giờ ba cũng đâu có mập. Thì đó, đầu chưa tao bị cho nên giờ tao thấy tao sót cho mày. Không có gì đâu ba.
nói. Vợ chồng con yêu thương nhau lắm mà. Con yêu thương nhau. Đây nè, thằng này chưa có vợ nè, dạ. Cũng ốm nhom nè. Thằng kia không có mập đâu. Vậy là mày không làm được gì hết đã. Ông nhom làm đi. Ông nội, ông nội là ông nội sao? Ông nội chung chung bằng với chú Trung hả? Bằng cái gì? Ta thấy con vợ mày nó quánh mày hoài, ta thấy tội. Ta mới nhờ nó qua đây nó chuối ly dị. Mà nó có chuối được đâu. Ông nội đi đâu vậy? Ông nội đuổi ra đâu được. Trời ơi trời. Không, chú được. Chú đừng có lôi kéo ba tôi vậy. Ông muốn đi nghỉ cứ cho ông nghỉ đi. Ủa bên này nè ba, phòng ba bên này. Nhà mất bên này. Nội lẫn lắm rồi ba. Thấy không? Thì ra là chú nghe lời ba tôi. Đi. Hả? Bạn khỏe hả bạn? Đây, ân nhân. Bạn làm gì bạn? Bạn Đạt thì con là học chung với trường với bạn Đạt. Bạn Đạt thì ở trong trường á bạo lực lắm. Cái gặp con là nó quánh con à. Đâu bỏ bị vậy? Bạn bị gì? Trời ơi, bầm hết trơn vậy đó hả? Trời ơi, sao Đạt con quýnh gì mà con quýnh bạn dữ vậy Đạt? Cái thằng này nó to như con trâu á mà con mình làm sao quýnh nó được? Trời má ơi. Trong lớp là con thương bạn này nhất chứ không phải ghét bỏ gì hết. Má ai quýnh con? Có học sinh nào ai mà mặt con giống như bạn không? Mặt mà hả già há bạn á là nổi tiếng trong trường là lưu quan có đào tạo luôn á. Con với bạn là đôi bạn cùng tiếng trong lớp võ thuật. Bà học võ thuật yêu lắm. Bà học yêu lắm, con dắt con học của má đó. Con học ở nhà á mấy thế võ má chỉ cho con đó, con dắt bạn chỉ bạn quánh hoài mà bạn quánh không được. Má chỉ bạn đó. Bạn nói xạo hết, xạo hết. Bạn tài chưa? Mình thương bạn nhất là bạn tài. Mình thương bạn tài. Để con nói, để con nói. Hôm qua đó tới cái tiết cái mỹ thuật à, cô giáo kêu vẽ hình mẹ của mỗi học trò. Bạn Đạt vẽ cái hình mặt con sư tử. Con thấy vậy con mới hỏi, ủa sao bạn vẽ mặt con sư tử? Bà Đạt nói cái này là vẽ hình mẹ của bạn Đạt. Cái gì? Trời dạ. Sao con vẽ mẹ vậy con? Nói vậy mày thôi. Dám vẽ mẹ mày là con sư tử hả? Dạ. Có ghi ở dưới là Hà Đông không? Dạ. Chết chồng lên rồi. Phải ghi là sư tử Hà Đông. Làm mới đúng không ba? Mới đúng. Trời hèn gì ghi... bài yếu. Không. Ngoài đây. Ngoài đây. Không dám kêu tôi là sư tử Hà Đông. Truyền là như vậy mà không kêu tôi là sư tử Hà Đông hả? Ở nhà cái xóm lạc có ai mà tôi không? Tôi có bây giờ mà tôi đánh ông, tôi ăn hiếp ông không? Mà tại sao? Đúng rồi. Gia đình bạo lực thấy không? Không phải. Cái này là tôi chỉ vợ tôi. Khi người ta chống cự là phải làm như vậy. Bà quen thói thôi. Không có đâu chú. Chứ bạn còn bạn... nói về sư tử Hà Đông á, ghi như vậy á là bà có giá. Bây giờ Hà Đông bây giờ nó thành thành phố rồi. Nó không còn một con sư tử nào. Bà là thuộc hàng quý hiếm. Vậy hả? Ơi chú ơi, bạn bạn mình ghê lắm. Bây giờ gia đình anh chị bạo lực nè, thấy không? Dạ. Để nó vô trường đánh bạn nè. Bạn Tài, mình thương bạn nhất. Thương bạn. Cái gì? Ờ, mình trong lớp bạn cứ học môn nào cũng yếu hết. Mình là mình giỏi môn võ thuật, mình sợ bạn rớt môn đó, mình mới dắt bạn riêng ra để mình vợt võ thuật. Thôi bây giờ bạn. Tôi nói chú Trung nghe này nè. Cái lỗi của con tôi mà đánh Tài á là tôi sẽ về tôi răn dạy nó. Bởi vì á cũng không tránh khỏi những cái xô xát ở trong trường. Nhưng mà mình nói cho nhau nghe là được rồi. Còn cái chuyện của chú á, đừng có nghe lời cha của tôi. Thôi giờ để tôi vô tôi giải quyết nè. Giờ chuyện nhà ai thì người đấy đi. Không đi, không đi. Ông á, cái tật à, tôi á là tôi nhịn ông á. Cái khách khứa vô là ông nói quá trời quá đất, ông cho vợ ông nói gì hết trơn à. Giờ chuyện của gia đình tôi á, gia đình tôi sống nào là chuyện của tôi. À, ổng là ổng chịu đựng được tôi là chuyện của ổng. Còn cái chuyện của anh á là anh đi ra khỏi nhà tôi nha. Chứ anh đừng có vô đen kiếm chuyện cho vợ chồng tôi ly dị như vậy à. Không có được không hả chưa? Con nghĩ chú về đi. Cái nhà này á là kỳ cục lắm. Bạn Đạt này đánh con á là nói là cái này á là cái thuyết sư tử vồ mồi. Mà bạn Đạt á học từ mẹ của bạn Đạt, đánh ba của bạn Đạt mỗi ngày đó. Vậy là đừng... bây giờ bỏ tay đúng không? Bây giờ bỏ tay giờ đúng không? Bỏ tay đúng không? Mà nó có tiếp khách nữa. Giờ má dạy võ cho cả nhà nha. Dạy võ nè. Học võ gì vậy? Học võ gì vậy? Em đi. Oh,
Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy qua cái buổi ăn như thế này thì chúng ta thấy được cái bạo lực nó ảnh hưởng rất lớn trong gia đình. Không bất kể người đàn ông hay là người đàn bà, khi mà có những cái hành động là động tay động chân á thì sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình là một, và có thể ảnh hưởng tới con cái của mình. Con cái mà vô trường nó thấy mẹ mình là hay đánh chồng hoặc là chồng hay đánh vợ thì vô nó bắt chước vậy thôi, là rất là nguy hiểm. Bây giờ sẽ là tình huống của nghệ sĩ Khánh Nam. Nghệ sĩ Khánh Nam, để xem mình làm vượt qua như thế nào. Buổi tối chắc ăn coi bộ cũng khó tiêu lắm. Bây giờ quý vị cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi đó. Và kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là tình huống buổi tối với nghệ sĩ Khánh Nam. Anh Khánh Nam là một nghệ sĩ dày dàn kinh nghiệm, cho nên là sẽ có những cái lúc anh bộc lại rất nguy hiểm. Chúng ta hãy cùng chờ xem kinh nghiệm về nghề nghiệp của anh Khánh Nam sẽ đặt đúng vị trí ngày hôm nay hay không. Anh sẽ quậy banh sân khấu hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Có một lời nói với mấy người trong hội quán thì lại trước đầu tiên là năn nỉ thôi đừng có chặt tôi tội nghiệp, đừng chặt kém tôi già rồi, chặt kém Băng Nhi với Hồ Việt Trung vậy là đủ rồi. Cảm ơn. Là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của làng hài Việt, Khánh Nam chắc chắn sẽ phải khiến mọi người dè chừng bởi cách diễn xuất tự nhiên và đầy kinh nghiệm của mình. Trong vai Bợm Nhậu sẽ có một bí mật được Khánh Nam tiết lộ khiến khán giả bất ngờ khi xem tiểu phẩm. Ông chủ ơi, ông chủ quán này không có ông chủ nha, có bà chủ rồi đó. Bà chủ hay ông chủ? Bà chủ. Kêu bà ra đây bán cho tôi coi. Tôi đi ông nội. Trời, bà chủ sao ngồi nhậu luôn vậy? Trời ơi, quán nhậu người ta phải là gây coi rồi là cho đông khách là mình phải có đào. Thì tôi vừa làm chủ, tôi vừa làm đào luôn. Trời. Nãy giờ ông này ông ngồi đây ông uống là tôi phải ngồi đây đó. Ông nhìn cái sắc đẹp tôi, ông uống mới ngon. Anh cho mượn ghế ngồi được không? Uống rượu ngon anh. Rồi. Ủa quán bán khá không hả? Khá chứ. Khá sao còn có cái bàn á? Cái bàn là tại vì bây giờ cái giấc này cha này chẳng ngồi khuya quá. Người ta nhậu 9 giờ là giãn rồi. Ông ngồi tới giấc này rồi mà còn chưa về. Ủa trời tối rồi sao? Ừ, trời tối rồi. Ủa sao tôi không biết ta? Mận ly đi. Hai con mắt ông nó sụp. Gì vậy? Ông mần ly, ông vô đây ông. Tự nhiên ông gì mần ké hả? Có bạn nhậu vô rồi, đông càng vô cái. Không thấy bạn nhường chỗ ngồi được không? Không. Vô càng. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông vô đi vô ông nhậu hay là ông vô ông ăn ké của người ta? Thì vô nhậu ké. Ai cũng được. Nhậu ké nó được, nhậu là nhậu mới tính tiền đàng hoàng. Tính xong rồi này là tôi tính sao? Rồi cái chai này là của thằng cha này. Vô. Rồi cha. Xin phép bà cho tôi ngồi trước đây được không? Rồi ngồi đó đi. Bà ra sân hàng. Rồi ông ngồi đi rồi tôi phục vụ văn nghệ. Vậy đi. Ô đổi đào rồi hả? Khỏe không? Kia đâu thế không cơ? Khỏe không? Đây tôi đây, em vẫn ở đây. Bây giờ mấy anh nhậu đi, em phục vụ văn nghệ, vừa tính tiền nhậu mà vừa tính tiền đào hát luôn. Sau đây em xin ca một bài để phục vụ cho mấy anh nhậu vui miệng. Đó là bài Tan Rã. Nói chứ mình tự nhiên mình vô quán nhậu đúng không, mà mình hát cái bài Tan Rã là nó tan nát liền. Đúng rồi. Đâu được đâu, giờ em hát cái bài gì mà nó hợp với tính cách với con người em đi ha. Em hát bài Mắt Na Cha Cha Cha. Đó. Bỏ. Sao vậy? Bỏ. Sao vậy? Mắt nai rồi, mắt nai mắt. Ê thuộc... cha này ngộ nha. Mắt của con sói chứ mà. Vô đây nhậu nè ông nha. Ông nhậu xỉn không biết. Cha này vô đây ké không à, không có trả tiền đâu. Mời bà ngồi xuống nói chuyện với bạn. Em bốn bể là nhà mà nhậu. Khỏe không? Năm luôn vô à. Lấy dây rượu ông hát ca khúc gì đó. Nhớ gì không? Mắt nó éo. Sao lâu quá không gặp vậy cha? Vụ nợ ông thiếu tôi á. Tụi xạo rồi, thiếu nợ gì cũng nhớ gì ông nội. Cha đâu thiếu 5 triệu gì vậy, vụ gì vậy ba? Hồi đó ông nó mượn tiền tôi đi buôn bán, đi bắn mắm nhớ chưa? Mượn 50 triệu bắn mắm. Ừ, bắn mắm. Thì từ vô cái nhớ lại từ nè. Gót đi.
bắn mắm xong tối ngày không chịu đi bán. Ờ. Vô đây nhậu. Nhậu giết hết tiền. Không nhớ rồi cuối cùng là có thiếu không hả? 50 triệu. Giấy tờ gì không? Lúc đó mượn quên. Thì đó, giờ đâu có giấy tờ bằng chứng gì đâu, ngồi nhậu tiếp đi ông ơi. Nè. Trời ơi trời. Rượu của ông nè, rồi trả tiền cho tôi đi. Tôi nói bà nghe, tại sao ông này không thiếu tôi 50 triệu mà bà ổng không có. Cái gì? 50 triệu. Cha này thiếu ông 50 triệu luôn. Mượn tiền đi bắn mắm. Mượn tiền đi bắn mắm. Không bắn mắm, lo nhậu hết tiền. Mèn ơi, cái gì mà không thiếu người ta mà không thiếu cái dữ vậy trời. Ơi gì trời, ngồi bàn nhậu mà con. Bây giờ có chuyện 50 triệu, 100 triệu tôi không biết. Chai rượu này có 5 ngàn nè, trả đi cha nội. Thôi nhậu ông xỉu nữa. Gì? Chai rượu với hai đĩa mồi đó, nãy giờ đó. Thôi lại 5 ngàn. Ủa gì kỳ vậy? 10 ngàn. Cỡ tờ vé số nhưng cao đưa 10 ngàn à. Cứ nhiêu, mua nhiêu. Thì ông mua 10 ngàn. Thì giờ trả 5 ngàn, tôi lại 5 ngàn. Cha nội ơi, sổ hôm qua cha nội ơi. Sổ hồi hôm qua rồi. Bây giờ con giá trị không được ghi chúng độc đắc sao? Tầm ba bà này bà coi sao sổ hôm qua. Rồi không? Ngày bữa nay. Hôm qua rồi. Nhưng năm rồi. Trời ơi, năm rồi luôn hả? Hôm bữa nay là năm rồi. Ông giữ cái số năm rồi. Trời này có gì mà ông giữ một năm trời vậy? Kệ đi, bỏ trong người quên. Gót uống đi, gót uống. Rồi kể cho nghe vụ 50 triệu. Đúng rồi, ngồi nhậu thiếu này kể cho nghe. Anh ơi, thiếu 1 ngàn ở đây không. Giờ còn có 4 ngàn không lấy thôi. Mệt quá. Gót ly trừ nè. Thôi như bà bo tôi 1 ngàn đi. Không, trả tiền không, trả ngàn đi. Bà đầu tiền hoài mệt quá thiệt luôn. Trên đời này tiền bộ quan trọng lắm. Thôi rồi rồi, này ơi, coi kèo nhậu là bao hết luôn. Vô coi. Cởi đồng hồ ra luôn. Đó, vậy đi. Rồi đó, coi như tôi bao bạn tôi nhậu luôn. Rồi kêu gì. Ông trả giùm tôi 1 ngàn luôn đi. Cho trả 1 ngàn luôn. Giờ giữ đồng hồ đi. Vô, giữ vô, đồng hồ luôn. Vô giữ đồng hồ luôn. Rồi nhậu thả cửa ra đi. Vô. Nhưng mà ông vẫn thiếu tôi 50 triệu nha. Tôi mới đi dắp đó, tôi mới đi dắp dắp 100 triệu á. Rồi tôi trả không lại 100 triệu, còn thiếu có 50 triệu nữa cha. Có không? Có. Kỹ đó. Bữa đó nhậu cũng giống vậy luôn nè. Còn mà ông mà muốn mà tôi thiếu 50 triệu phải giấy tờ đàng hoàng chứ. Ký chứ 50 triệu, ai nói khơi khơi đưa 50 triệu cha. Nói vậy ai tin. Tại lắm. Đợi chút đi. Đợi chút, đợi chút. Ừ, nghe hổ. Đợi tôi về tôi làm vậy. Ở đây. Ở đây, ngồi đi, ngồi đi. Ở đây, ở đây. Bà làm gì vậy? Tôi bán quán nè. Tôi nói bà rồi. Bán bánh canh, bán hủ tiếu, cái gì tôi cũng cho bà bán. Tại sao cứ bán quán nhậu hoài vậy? Tại bán quán nhậu mới có lời, ông nghĩ đi. Chứ giờ tôi thấy bán bánh canh, đồ nấu cực khổ ở trong khi bán nhậu. Bán rượu nhậu này đó, có chai rượu với đó, đĩa mồi rồi coi như là khách đến quá trời luôn, có lời. Bán buôn rồi bà còn ngồi bà nhậu với khách nữa. Thì ông thấy rồi đó, thì khách mình muốn là vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi thì mình phải ngồi đây mình ngồi nhậu với người ta mới thích chứ. Vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi cái gì? Tôi hỏi mấy chú nè. Sao bây giờ ăn rồi mấy chú cứ ăn nhậu về hoài, gia đình không ai lo. Ông á, nhậu nhậu riết mà gia đình không ai lo hết. Chép dài đâu. Đấy, ừ, gì tối ngày lo ăn nhậu. Quán nhậu thì thấy càng lúc mà càng nhiều. Quê mình thì sông rạch không à. Ăn rồi lọt mương chết hoài. Thì mở quán nhậu hoài. Tôi mở nhậu riết thì bị xe đụng chết nha anh. Anh tôi nói anh nghe nè. Hồi nãy tôi 50 triệu. Chủ. Chủ ơi. Ở đây mà có bán nhậu gì vậy? Dầu nóng, dầu sa bóp. Dầu sa nóng hả? Dầu bóp để làm gì? Người nhà tôi mua rượu đi về nhà uống bây giờ trúng gió. Giờ tôi phải cần người để xoa. Đúng rồi. Dầu nóng hả? Nhà tôi đâu có bán đâu, nhà tôi bán rượu không à. Bán rượu không à, không có bán dầu. Trời ơi, chết rồi bây giờ sao? Có dầu xoa nhau á, đúng không? Không có dầu. Chết rồi, bây giờ mấy cái tiệm nó đóng cửa hết trơn rồi bây giờ sao? Trời ơi, biết của mình bà thôi à. Bây giờ sao? Đúng rồi. Mấy ông có ai có dầu không? Ai có dầu không? Cho ông này đem về cho người nhà ông đi để coi chừng nó chết giống tôi đó. Ủa gì kỳ vậy? Ông đang sống mà sao ông có nói ông chết hoài vậy? Tôi bị xe cán chết rồi. Ai? Tôi. Trời giỡn chơi hoài ông nội này nhậu xỉu hoài ông nội. Tôi nhậu. Tôi không thấy đường tôi chạy, xe nó đụng tôi chết rồi. Thiệt á. Thôi ông ơi, ông uống nhiều quá ông đó. Ông nói nhảm uống nhiều cũng làm bậy bạ mà. Tôi chết năm trước rồi. Bữa nay đám giỗ nhà tôi dắt về tôi thăm nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao băng ngày băng mặt mà. Băng ngày băng mặt. Con. Xin lỗi cô, tại vì Giang ơi,
nhà con đang già bối rối quá nên con đi làm hơi trễ. Con ba nè con. Ba con chết rồi. Ba chết năm rồi, bây giờ ba về thăm con nè con. Ba con nhậu quá chết chứ không có gì. Xe đụng ba chết con. Bữa nay con làm mướn người ta sao? Nó làm mướn cho bà hả? Ủa dạ. Vậy là ba mày chết rồi hả? Ba chết rồi. Giang, ba mày tên gì? Dạ mày xác định đàng hoàng. Đánh Nam. Cái gì? Chết rồi. Ba này à? Ba mày kìa. Ba chết rồi mà. Ông ba mày chết cái gì? Ba mày đang sống dần dần nữa nè. Ông đó ông chết rồi. Ba đây. Năm ngoái là ông đã bị xe đụng rồi mà. Trời ơi mô Phật. Thì bữa nay đám giỗ tôi về tôi thăm con tôi nè. Trời ơi nãy giờ tôi nói chuyện với ma. Trời ơi chắc tôi chết quá ông ơi. Rảnh không? Đứng lên. Qua ông ơi. Ông rảnh không? Đó qua nói chuyện đi. Ông nhậu nhiều nhất đi theo tôi. Ơi, đi theo tôi. Đi đâu vậy cha? Xuống dưới chơi. Ơi, tối nay lo nhậu không? Mày ơi, đi nhậu nè, xe cán chết nè. Ơi, mời ghê quá vậy. Ghê gì? Ghê quá anh ơi. Đừng có coi. Mình thấy mà thằng này nó không thấy. Ủa, nói chuyện gì vậy? Trời ơi. Nói chuyện với ba. Nói chuyện gì vậy? Ba. Ba. Nói chuyện với ba con đó. Đừng có giỡn mà, ba chết rồi. Trời ơi, bây giờ không lẽ tôi có khả năng ngoại cảm á. Trời, sao thấy được trời. Ông nói với nó. Ông lợn nói với nó vậy nè. Ba nhớ con lắm. Nói. Ba nhớ con lắm. Mày điên rồi. Ôi. Mày điên hả? Sao ông đánh tôi? Sao ông đánh tôi? Không vui. Không có vui. Ông nói với nó vậy nè. Bữa nay đám giỗ ba mày phải không? Tao về tao ăn nè. Thôi nhà ngoại cảm mệt quá. Ba mày nói là bữa nay đám giỗ ba mày về ăn à. Chết rồi sao mày nói? Mà tao thấy được ba mày. Giỡn rồi. Thiệt. Tao thấy được ba mày. Thôi khỏi đi. Mọi người đây cũng thấy mày đúng quá. Không? Ở đây ngoại cảm hết á. Tao nhờ ông này đi. Ngoại cảm hết ai cũng thấy được đâu. Thôi khỏi tôi nhà này. Anh nói giùm tiếng đi. Nói tôi chết tôi linh lắm. Ba mày á, ông nói á, ông chết ông linh lắm. Giỡn rồi. Trời ơi. Nói đừng ăn đậu phộng. Nói mày á, đừng ăn đậu phộng nhiều. Chú nói còn đừng ăn này chú ăn gì? Tôi nói ông á. Trời ơi. Nói tao chứ không phải nói mày. Để dành cho mày ăn hết á. Ăn đi. Hỏi lúc này nó có bồ chưa? Mày có bồ chưa? Ba mày hỏi á. Giỡn hoài cháu. Nó nói thiệt mà. Nãy giờ mày bữa đây nó thấy ba mày trơn á. Ba mày hả? Ba mày à. Ở đây đang thấy ba mày nè. Máu mình mày không thấy. Ông nhớ mày, ông mới về đó ông đâm mày. Ông muốn nói chuyện với mày đó. Để thấy hết đó. Đúng hên là mẹ mày còn á. Chứ không thôi là thấy mẹ mày rồi. Đúng rồi. Ông đi làm đi. Mọi người giỡn quá. Bây giờ muốn làm cái gì? Dọn dẹp bàn cho. Muốn làm cái gì? Thôi dọn hết đi. Khỏi làm con. Ở đây mình nói chuyện với ba mày chứ. Trời, ba mày hiếm khi đám giỗ mới được. Rượu của ba ngay mà sao lạ? Đám giỗ ổng không về nhà ổng. Ông đi qua đây làm gì? Nhậu chắc là hôm trước ông. Biết sao ông chết không? Ông ham nhậu mới chết. Bây giờ nhà ông cũng có người sắp chết á. Vì nhậu đó. Ông về ông lo đi. Bây giờ giàu đâu? Giàu không có. Giàu không có, ở đây đi kiếm rượu khác. Ừ, tôi đóng cửa hết rồi. Đóng cửa đi kiếm rượu khác, đập cửa người ta. Ê! 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 Tại sao đi mất hả chị? Kêu là cái gì nữa? Chứ giờ sao tôi về nhà tôi được? Ông chết rồi, ông kêu ai? Có tụi tôi thấy ông rồi, chứ con ông đâu bà thấy im ông. Đi đi. Ăn nhậu, ăn nhậu. Mấy ông ăn nhậu bằng tôi không? Ngày xưa tôi cũng đã từng ăn nhậu nè. Hồi xưa tôi cũng nhậu nè. Rồi bao nhiêu người á, vì nhậu mà chết nè. Vì nhậu mà hại gia đình nè. Vì nhậu á, mà mang bệnh trong người nè. Nhưng mà tôi không mang đồ nhậu, sao tôi có tiền tôi nuôi ông? Tôi cấm bà. Bà cứ ở nhà. Tôi lo cho bà được. Bán cái gì cũng được. Không có bán được ba cái thứ này. Tôi cũng cấm bà đó. Bà đừng có bán rượu, uống rượu. Người ta chết bà thấy không? Tôi chết nè. Còn ông đó. Nói đi. Ông cũng về nhà ông đi. Gia đình ông trông chờ ông về đó. Ai dẫn đâu về được. Bữa nay đám giỗ ông đó. Ông dẫn tôi về đi. Xỉn quá rồi không biết đường về hả? Xỉn gì tôi ma mà. Chỉ có mấy ông xỉn á mới không biết đường về thôi. Thằng xỉn đây nè. Mày không biết đường về nhà mày nhưng chắc chắn mày biết đường về nhà ông. Thôi được rồi. Về đi. Thấy cái gương ông là tôi nhót luôn. Không dám nhậu rồi. Đi tôi hôm nay tôi làm phước. Dắt ông đi về. Bỏ đi bộ. Bỏ nhậu luôn đi. Dẹp nhậu luôn đi. Dẹp nhậu đi. Dắt ông đi về. Dẹp quán luôn đi.
đi bộ đừng đi xe nguy hiểm nha. Bán buôn gì nữa hết. Để đó tôi dẹp cho, để đó tôi dẹp. Anh về đi. Rồi. Đi đi tôi dẹp. Hai chồng tôi về cân lắm vợ. Tôi dắt ra không về trời ơi. Đừng không có gì. Trời gì má trời. Trời ơi. Đi về. Bán đồ nhậu đi. Bây giờ bán cho ma nhậu luôn không? Tai. Vụ xảy ra rất là nhiều chuyện em thấy không? Rất là nguy hiểm, dẫn đến những cái tai nạn giao thông chết. Không những là đừng uống rượu bia. Đúng. Uống thì vui, có bữa tiệc thì cũng nhẹ nhẹ thôi. Cho nên là uống quá là say mê như là ông Khánh Nam là không có tốt. Rồi, bây giờ cái tình huống vừa rồi là xong. Bây giờ mình tới một cái mới. Ừ. Đó là Tiếu Lâm Hồi. Chúng ta hãy chờ xem ba khách mời hôm nay sẽ giải quyết tình huống như thế nào trong phần Tiếu Lâm Hồi. Vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ sẽ là Tiếu Lâm Hồi. Anh, khi riêng một người thì anh sẽ làm như thế nào? Riêng một người thì riêng ban cá nhân anh ấy, thì anh yêu rất là chân thật. Chân thật. Chân thật là yêu sao? Chân thật là có nghĩa là mình yêu một người đó thì mình chỉ tập trung một người đó thôi. Chân thật chứ không phải chân giả hả? Chân thật nên là chân thành đó. Còn chứ anh không nói chân giả với chân thiệt. Hiểu không? Thật sự nói chân thiệt thì bắt lỗi. Khó quá. Khó lắm. Còn em giờ... sao? Em sao? Em thì yêu rồi hy sinh. Hy sinh? Có thể mình không được gì nhưng mà cái người mình yêu phải được tất cả. Cũng đúng. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem những kiểu yêu như thế nào trong Tiếu Lâm Hồi. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Chào mừng mọi người đến với phòng trà rất là nổi tiếng của chúng tôi. Phòng trà được mang tên phòng trà đá. Đây là một cái phòng trà rất là nổi tiếng và rất là có nhiều vị khách đến đây. Tại vì có thể là họ ngưỡng mộ cái sắc đẹp của tôi. Tôi là một MC rất là dễ thương và đáng yêu. Có lẽ ai cũng biết tôi. Không. Để tôi từ cho tôi hỏi thăm mọi người cái. Xin lỗi, anh có biết em là ai không ạ? Dạ không chị. Chắc là trong 1000 người thì sẽ có một người không biết, nhưng mà sẽ có nhiều người sẽ biết đến em. Xin lỗi, anh có thể cho mình biết là anh có biết mình là ai không ạ? Bà thì tôi không biết, nhưng mà bà nội bà thì tôi biết. Tại vì ngày xưa là bà nội của bà chơi chung với bà nội của tôi. Vậy đó hả? Vậy là bà nội của mình biết bà nội của anh, vậy là cũng vui rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ, xuống đi, một... vô duyên xuống đi. Dạ con. Có lẽ đây là một cái vị khách đại gia đã từng hay đến cái phòng trà này và rất là quen biết nhiều ca sĩ. Và riêng em là một MC xinh đẹp, chắc anh cũng biết em phải không? Khỏe không? Dạ khỏe. Ông dịch còn không? Dạ. Dạ lấy hai trứng vô đây coi. Dạ hột vịt đó là thời dĩ vãng rồi nè. Ngày xưa em bán hột vịt lộn. Dạ. Bây giờ em lộn vô đây em làm MC rồi. À vậy hả? Dạ, xin lỗi. Dạ cảm ơn anh. Rảnh vô chơi. Dạ. Thực đây là một cái sự cố thôi, chứ thực sự ra ở đây ai cũng biết tôi hết. Nhưng mà cái người mà người ta biết nhiều hơn đó là một cái ca sĩ rất là xinh đẹp, quyến rũ, Khả Ai. Và hôm nay sẽ có một sự xuất hiện của ca sĩ Băng Hà. Dạ em lộn. Dạ Băng Hà là tên em, còn ca sĩ sắp xuất hiện tên là Băng Di. Giờ đây khi
Trời anh ơi. Em sao? Nhận hoa của anh đi. Anh muốn cái gì anh phải từ từ hiểu không? Em là ca sĩ hát nhép mà anh cứ vậy hoài em lộ hết bây giờ. Đây đây anh hát tặng em luôn. Quyền làm nô lệ cho em, quyền yêu em suốt cuộc đời. Bài của tôi, bài của tôi. Bài của em đừng không. Phải không? Đang cấp bản quyền. Đang cấp bản quyền. Bài của anh đang cấp bản quyền. Bây giờ anh sao? Bây giờ hai người ca đi. Bài này phải để em ca. Ca đi. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhá. Trời ơi. Trời ơi. Em nhận hóa lên đi em. Trời ơi. Em đường đường cũng là một ca sĩ phòng trà đá. Em cũng nổi tiếng mà ít nhất là trong cái phòng trà này ai cũng biết em. Mấy anh phải tôn trọng em một chút chứ. Mấy anh cứ làm gì mà cứ tương tước hả? Không phải tại anh hâm mộ và yêu em quá. Em nhận bóng của anh đi. Em nhận bóng của anh đi. Thiệt. Yêu anh đi, yêu mặt, anh đi. Nhìn mặt anh em thấy gian dễ sợ. Không bao giờ gian, yêu anh đi. Anh sẽ không đòi quà. À, ca sĩ Băng Di à. Em là một ca sĩ rất là đẹp và nổi tiếng ở đây. À, quý vị biết không? À, Băng Di rất là xinh đẹp. Nên mỗi lần mà Băng Di hát ở cái phòng trà đá này đó, đêm nào cũng có nhiều chàng trai theo đuổi Băng Di hết. Nhưng mà hôm nay thì dạ cảm ơn. Của bà. Ủa, dạ. Trời ơi anh sao kỳ vậy? Anh đại gia mà anh kỳ vậy? Anh cho gái đẹp 1 triệu mà đến kỳ em còn có 20 ngàn là sao vậy anh? Đại gia anh chơi gì nhục nhã vậy anh? Chưa phải. Dạ. Thưa quý vị, Băng Di là một cô gái rất là khả ái và dễ thương. Đêm nào cổ hát ở đây cũng có nhiều tráng sĩ theo đuổi. Trong khi tôi thì vẫn ngồi không, không có ai tới hết trơn á. Nó đứng gần, nó định xin chữ ký. Tối nay thì Băng Di hãy quyết định một chàng trai, một hoàng tử cho mình đi. Còn lại dư số nào chị hốt được không? Ở đây tới ba người là mấy chị. Em hốt có người là chị hai người đó, chị tính. Chị già rồi nên chị cũng cần. Có ai hốt Băng Hà không nói luôn nha. Vừa sai nè. Vừa sai luôn, một sai một. Anh ngồi đi. Đi ra đây đi. Dạ, cảm ơn anh. Ra đây đi. Ra đi, ngồi xuống đi, em ngồi xuống đi. Đây, ngồi đây nè, anh. Anh chùi cho em ngồi. Trời. Em ngồi đi cưng. Gì à? Yêu anh đi Di. Cuộc đời anh. Bé ơi. Cắt tiền với điện thoại coi chừng mắt. Không sao đâu anh, em lẹ lắm. Mấy cái này lẹ tài lắm. Hồi xưa em là cướp giật ngoài đường, yên tâm. Đồ cái đại gia này cứ chọt chọt cho chuyện tình yêu ta hoài vậy ta. Dạ, rồi sao anh nói đi anh. Yêu anh đi, yêu anh đi. Cuộc đời anh đã xác cờ mờ định là chỉ yêu mỗi mình em thôi. Xác cờ mờ là gì anh? Không biết nữa, nay comment vậy đó. Em đừng nghe lời nó. Yêu anh đi. Đừng nghe lời nó. Yêu anh đi. Anh có thể hy sinh tất cả cho em. Em muốn cái gì cũng được hết trơn á trời á. Thôi, tụi anh thằng nói không mà. Tụi anh phải hành động đi chứ. Xong bây chưa? Giờ ai cũng nói được đúng không? Xong chưa cái thằng lì. Ông ngoại trời con cứ. Rồi em muốn gì em nói đi, anh hy sinh hết cho em. Thì tụi anh thể hiện đi, tụi anh thể hiện là cái tình yêu của tụi anh lớn. Bả đi, bả đi, xếp ra. Có tiền cho mượn 50. Nó mượn câu thôi, tao nó mượn câu. Mượn 50 bon. Dạ. Em phải là của anh. Sao vậy? Dạ đúng rồi, em là của anh nhưng mà tiền với tất cả cái này là của em. Không, dạ đúng rồi, cái này cũng là của em luôn. Mày thấy tao ngu không? Ông này mày ngu vậy à? Nhiều đó thôi. Em phải là của anh. Bởi vì em nói anh rồi. Anh cuối cùng cuộc đời anh về già cũng thuộc về em mà. Đâu? Anh nghĩ sao mà con nhỏ này nó chịu anh? Đâu? Trời ơi, anh về soi kiến anh lại chưa? Trời ơi, cái cặp môi dưới kìa nó đưa ra như miếng thịt bò vậy đó, nhìn thấy ghét à. Nè, có bơm môi không vậy? Nói thiệt cho tôi biết coi. Sáng sao Băng Hà? Sáng thì mua thịt bà kia bà chửi hoài. Sao vậy, bà chửi làm sao? Nói thịt tôi còn tươi sao ông chê hoài vậy? Chê làm sao? Ông vô. Là nói mua thịt đó hả? Mà cái môi đưa ra dữ vậy đó hả? Bởi vậy không hay như bà, để tôi cua gái xíu đi bà Băng Hà. Ừ. Giờ muốn tôi vòng lại quán này để tôi cua gái xíu. Không được đâu, thôi lấy Băng Hà được rồi. Băng Hà nghỉ ngơi xíu đi nha. Ừ. Đây. Dạ, gì anh vậy tặng anh? Em. Dạ. Mày biến thái hay gì á, yêu tặng dây ghê vậy? Có. Anh tính chối người ta lại hả? Tặng em cả cuộc đời anh luôn. Nguyên làm nô lệ cho em, nguyên yêu em suốt cuộc đời. Anh cấp bản quyền quá. Dạ không anh ơi, trời. Cái này nè, cuộc đời anh nè. Nếu mà em không yêu anh thì anh lấy sợi dây này đi. Em cầm lấy sợi dây này mà siết cổ anh chết luôn đi. Cuộc đời của anh là của em đó. Em muốn kêu anh làm cái gì cũng được. Mày điên hả? Em bị điên hả? Em siết cổ đừng cho em ở tù hả? Ngu không? Bây giờ em phải chỉ còn một cách là yêu anh. Chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh. Mỗi là giờ không yêu là ăn dạ vậy luôn á anh. Có lẽ ông trời đã cho mình quen. Không phải nào. Cái gì? Bỏ ra ngoài đi. Tao theo kìa mày.
Có lẽ ông trời đã cho mình thương mến nhau. Nếu muốn sau này cuộc sống mới được ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Quả báo, quả báo mà sao mày báo mày? Sao em? Nếu không chịu sợi dây này anh sẽ có cái khác. Cái gì nữa? Cái gì vậy anh? Rách đùi rồi, dao lam đó em. Trời đất ơi. Nếu em không yêu anh, hãy sử dụng cái lao lam này rạch mạch máu anh đi, rạch huyết quản anh đi, rạch móc ngực anh ra, lấy cái tim hốt đem về nhà đi, với anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Anh ơi, em anh đã xác rồi mà, đừng là cô đơn này nữa. Em có làm nghề buôn bán nội tạng, em không cần lấy tim của anh, ok? Vậy thì anh yêu anh đi. Anh mang về đi anh. Vậy thì yêu anh đi Di. Thôi không được, anh đang tình yêu gì mà bạo lực quá. Đêm nay về với anh đi. Cái gì mà cực khổ quá. Giờ anh coi đó, anh làm sao anh làm, đuổi cho ông này đi. Mày là em đợi anh. Sao mày lì quá vậy? Người ta không yêu mày rồi, mày đừng có theo tao nữa. Hiểu không? Của mày kìa. Mượn đi. Trông thấy quá mà, tôi ngây thơ quá mà không ai chịu tôi hết trơn vậy trời. Trời ơi. Sai luôn đó. Ngồi đi kìa. Ngồi nói nghe. Ngồi. Dạ anh là người chịu chi nhất cái nội tạng ra chi cực khổ. Bây giờ xong chưa thằng kia? Nói xong chưa? Dạ xong rồi, dạ bác. Tôi không hỏi bà, tôi hỏi cái thằng này. Rồi bây giờ chỉ là lựa chọn đêm nay thuộc về ai? Nãy giờ mày biết tao nhiêu rồi chưa? Mày nghĩ sao? Ông ngoại uống miếng nước đi cho giật mặt. Mày kêu ông ngoại quậy mày. Chơi vậy hèn lắm. Đi cô gái mày kêu tao lớn, ông ngoại hèn lắm. Thôi con sợ con lo cho em. Vậy đó. Vậy kêu ba mày, mày kêu ba mày bằng ngoại chịu không? Dạ không, ba kêu bằng ba chứ. Để cái nữa nè. Dạ gì nữa anh? Cho yêu. Em gì nữa hả? Em là của anh. Dạ. Tất cả em là của anh. Dạ. Còn cái này cầm đỡ đi. Trời ơi, nó cho lia lịa. Trời ơi. Mày đỡ anh người ta. Trời ơi. Anh kỳ quá, thiệt quá. Anh mới mua 200 đó. Em biết rồi, đưa lên coi. Đặng em đập hả, anh đâu có ngu. Không, nhìn cái mặt em gian gian lệnh nghi rồi. Bỏ đi ha, lợi dụng. Ông có cái gì, ông có cái gì mà đòi yêu người ta? Ông có điện thoại cùi gấp này ra ông, cô gái là sao? Mày tin không? Sao? Hồi nãy giờ mày đếm có bao nhiêu tiền? Tiền gì nãy giờ tao không thấy gì hết á. Mày có lấy đâu mà thấy. Em có thấy gì không? Dạ. Chỉ có anh thôi, tấm lòng của anh. Anh nói nghe nè. Của anh đi. Chấm dứt vậy đi. Cuộc chơi nào cũng chấm dứt. Đúng không? Sao? Nãy giờ cua em nãy giờ, em sẽ là của anh. Anh sẽ bảo bọc đời em. Tất cả gì của anh là của em. Còn 20 giữ. Ủa anh kỳ vậy anh? Trời ơi cái gì kỳ vậy? Anh vừa cho tôi 20 ngàn, tôi mới bỏ đây tôi qua lên ngồi nghỉ ngơi, cái lấy 20 ngàn cho con nhỏ băng Di, trong khi băng Hà mất 20 ngàn là sao vậy? Thương nghĩ đi chị. Đồ đạc không giữ. Đừng có để tố cáo mày chưa? Giờ thì lại giữ bỏ túi thì không chịu lấy sao? Giờ tao lấy giữ được cái gì mà đại gia? Cái tiền này anh 20 ngàn hả? Anh lấy. Lấy luôn hả? Hay vậy đó anh. Hay vậy đó. Nhiều cũng lấy ta. Ở vậy ta nói hả? Ta nói cái câu gì là gì? Đại gia là đa dạy. Đa dạy là nhiều cái dạy. Mà dạy nhiều nhất là dạy gái đó nha đại gia. Cái gì? Nói quái thôi. Mày có nói gì không? Em ơi anh nói nghe. Em nghĩ sao vậy? Ngon ngọt gì không lựa? Lựa héo về làm gì? Em lựa chọn đi. Mày có mày lấy ăn ăn gì? Dạ rồi. Gì? Mày có cái gì? Nhìn là thấy rồi. Mày đừng quỳ xuống mày hát giống tao nha. Không có luôn. À, của tao hát nha. Cứ nói miếng của mày rồi và của tao nè. Em nhìn thấy anh khỏe không? Đàn ông là phải tướng như vậy nè. Dạ như vậy là sao anh? Nó hơi ốm xíu. Dạ hơi thiếu thịt tí xíu anh. Tao nói mày nghe nè. Có nhiều lúc mình nói đàn ông đứng vậy nè, coi hình vậy chứ ở trong nó không phải như vậy. Không biết hay vậy. Đây ra một bài thơ cho mày nghe. Bên ngoài đẹp đẽ như vậy, bên trong nội thất bày nhầy thấy ghê. Trời ơi. Sao mới thấy ghê, sao mới thấy ghê? Thì mày thử tí. Hả? Bữa hổm tao với mày đi đâu? Rồi ok, về. Nè. Về cho em kiểm tra. Nè. Đi về nhà. Ê, mày kiểm tra gì? Kiểm tra chứ. Thì không tao thấy ghê. Tao nói nhiêu đó là đủ hiểu rồi, còn gì nắm tay kéo. Tình yêu không có bạo lực. Em ngồi đây đi. Dạ. Anh sẽ bảo vệ cho em. Em phải lựa chọn một trong ba. Bà Băng Hà đi ra luôn đi. Làm sao tự nhiên giờ mấy anh qua đây kêu em lựa chọn làm sao? Anh yêu em mà. Anh yêu em mà. Em yêu bằng cả trái tim mà. Trời ơi. Trái tim mày làm được cái gì? Mà lựa trai đó mà. Chọn bà này. Em chọn đi. Em yêu ai? Tình yêu của anh bạo lực quá. Không có bạo lực gì hết. Anh chỉ là anh chỉ là mày nghe mày làm gì? Nhẹ nhàng em ái. Tại mày đây sống kiếp chị em mà. Đứng nè. Vừa sai nè. Không. Alo. Dạ. Làm gì ở đây? Ai đây? Dạ con
con đang tìm con dâu cho ba. Alo, alo bà hả bà? Ờ rồi rồi rồi, em cho xin mượn 20 anh về nhà. Ủa gì? Không 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 không. No. Anh về. No. Đi đâu vậy? Ông đi đâu vậy? Gặp Tiến Dữ rồi về chứ đây chi? Ông đi đâu vậy? Ông ở đây, ông ở đây. Thì gặp Tiến Dữ rồi. Ông đi đây, ông ở đây. Ở đây anh chi? Ở đây. Ở cô. Khỏe anh. Cô bằng gì? Dạ. À, tôi nghe tên cô đã lâu rồi, bị gì tôi già. Tôi không có đi phòng trà nhiều. Dạ. Nhưng mà con tôi nó về nó nói là nó thích cô. À, dạ về hả chú. Dạ, dạ. À, bữa nay tôi qua đây đặng tôi trước là biết mặt cô. Dạ. Sao nữa đứng hồi nãy ngoài kia kìa. Thấy mọi người cũng ái mộ cô quá mức quy định. À, dạ. Cho nên ái mộ quá trời bác, không ai ái mộ con buồn quá trời luôn á bác. Không ai biết con luôn á. Cái đó cũng là cái số cha mẹ cô đẻ ra xui. Dạ. Đáng chịu. Tôi nói cho cô nghe, thiệt sự ra đó, với người khác thì tôi không nói, chứ với những người này á, tôi rành quá rồi. Dạ sao ạ? Đây nè, hai vợ rồi. Oh, hai vợ rồi nhưng vẫn đèo bồng ham muốn. Con là có vợ. Mày đừng có xạo. Tao là bạn ba mày nè. Dạ. Đi hai lần đám cưới rồi. Dạ, con bỏ rồi tại hai. Con ở Tiền Giang, một con ở Tú ở Long Thành á. Trời anh. Trời ơi. Trời ơi. Tôi mà tao còn tham tôi tự khai tôi có vợ rồi. Tôi biết đó. Tôi biết anh có vợ rồi đó. Nhưng anh không bao giờ đem tiền về cho vợ con anh để lo lắng cho gia đình. Anh toàn đi gặp cô nào mà được được anh có nhiều anh đưa hết. Ngoại trừ cái điện thoại cùi bắp là anh giữ lại thôi. Hay quá, anh giỏi quá chuyện gia đình đó. Mà bởi vậy tôi nói cô nghe, cái nghề này á tôi biết nó phức tạp lắm, nhưng mà mình chấp nhận làm cái nghề này á thì mình á chỉ xin cái tình cảm của khán giả dành cho mình thôi. Còn cái chuyện yêu đương là cô á, là cô là con gái, cô phải tính toán. Đây nè, tính là tính sao? Tính là như vậy. Con tôi chưa có ai. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ quen ai. À, nếu chọn lựa, chọn con tôi là hay nhất. Trời ơi, chiếc nhẫn cưới của tao. Mày bậy lắm con. Không, nhưng mà nói con bác đó con nghe, cái nhẫn cưới này á, nhờ cái chiếc nhẫn cưới này mà bác với má nó sống với nhau mấy chục năm nay hòa thuận dữ lắm. Sao em? Có lẽ ông trời đã cho mình quyền. Cầm quay. Mà đứng mày. Anh ơi, bây giờ em lấy anh về anh hát công ty tối ngày cho xem chịu nổi. Leo vô đi. À, cái gì ông anh làm gì vậy? Trao nhẫn cho người yêu. Làm cái gì? Anh tính làm gì? Má ơi má. Hả? Trời ơi. Đây là con trai của tôi và đây là vợ chính thức của tôi. Sao nay mặt con già quá vậy con? Trả tiền cái điện thoại đây. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Ông anh đừng có lo. Hồi nãy cô này cô thích cái chiếc nhẫn này, cô tính mua lại. Mua lại. Con tôi mới đưa cho cổ coi, cái là ông anh vô chứ có gì đâu. Má anh ơi, tính rồi em sao con? Đói bụng quá. Rồi sao con? Đói bụng thì đi ăn đi chứ ôm má làm gì? Nè, nhiêu đây giờ chưa dứt sữa hả? Mới có 10 tuổi mà. Ờ, để cho nó uống đi. Nó bị bệnh, nó nhìn nó già trước tuổi hả, còn nhỏ lắm. Trời ơi, bây giờ tôi mới phát hiện cái phòng trà này thiệt là loạn hết rồi. Một cái ca sĩ nhìn trẻ trung như vậy mà ai về hả? Chồng rồi con nữa, con lớn luôn à. Trong khi tôi nè, ở đây lớn ai tuổi luôn mà cũng còn trinh trắng. Ai cấm ca sĩ không được trẻ? Ai cấm ca sĩ không được trẻ? Dạ. Chỉ có mấy bà MC là mau già thôi. Dạ. Má ơi, đói bụng quá má. Chưa thấy cái con nào nó ôm. Chưa thấy cái thằng con nào mà nó tối ngày ôm má không có ôm ba thiệt à? Đâu có ngu. Qua ôm ra đi. Thôi yêu má nó mà. Em sắp nè. Em đi hát không lo về nhà. Lo cho con. Anh ơi. Ở đây làm cái gì hả? Để cho mấy người này ghê giảng. Mới hát xong mà. Trời ơi. Để cho ta nhiều đêm như vậy rồi. Ủa nhiều đêm vậy thôi đừng cho vợ làm ca sĩ. Mình hát xong phải về liền. Hát xong phải về liền cũng phải chờ chứ, chờ lấy tiền chứ. Bà chưa trả tiền mà. Dạ con chỉ làm MC phòng trà này chứ con đâu phải chủ đâu. Mấy năm cũng lương ba ơi. Cái gì?
Cái gì vậy? Đây là má của con luôn không bao. Thầy ơi, má của con luôn. Thầy ơi, thầy lại đi. Thầy ơi, thầy đâu? Sao sao ra? Cái gì? Cái gì ở đâu ra mà? Một phát hiện mới. Hai đứa con vậy? Quay quay bao. Hèn gì tao nghe ba mày nói mày chỉ là con nuôi thôi. Trời ơi, bây giờ đây là ba con đó hả? Ba con vô ba má ơi. Trời ơi, mười mấy năm mới được gặp lại. Không anh đừng đuổi con anh. Tôi nói anh nghe nè, con cái mà nó thương má. Đấy con vậy. Cái mà nó thương má, nó âu yếm má, nó là điều có phúc. Nhưng mà tôi đâu có cái đứa con như vậy lớn như vậy. Nhưng mà nó bây giờ dù gì đi nữa nó cũng nhận như vậy. Thì nó cũng kêu bằng má rồi thì thôi cứ cho nó ôm đi anh tức hả? Cái gì? Chú nó là vợ của bạn. Chú có tôi hết thôi. Chú bạn này chú. Cái gì? Chú chồng luôn nha. Chú có nhận con nuôi không? Cái gì? Chú có nhận con nuôi không? Thế là cái gì? Chú nhận con làm con nuôi luôn đi. Má. Má. Chú. Ở đây không phải là nhà tình thương. Trời ơi. Mẫu người té mà cũng tỏ tình với vợ tôi lớn như vậy. Má ơi, má gì nữa không? Chị ở đây. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng. Tôi nói chuyện đàng hoàng. Sao? Nửa thằng này nó ôm má nó hoài ta. Thì nó là con mà. Đúng rồi. Trời ơi, sao cái phòng trà này không ai nhận tôi là má hết trơn. Má. Má. Khổ quá đi. Trời ơi, tôi có người ôm tôi rồi, tôi mừng quá à. Tôi mừng quá, tôi coi như là tôi đã được có người ôm tôi rồi. Giờ sao ba tình yêu con tan vỡ rồi, người con yêu cuối cùng có yêu rồi nào? Yêu cái gì mà yêu? Yêu cái gì rồi, yêu khi cô vậy hả? Đẻ tuổi đi theo tỏ tình với một người là đàn bà đã có chồng rồi. Đâu là không đúng. Tôi nói anh nghe, tuổi trẻ bây giờ nó bồng bột. Với lại nó ái mộ là nó thích. Nó thích rồi nó thương. Thì nó đâu có biết là ca sĩ đồ này nọ hay giấu không cho người ta biết là có chồng hay có con chưa. Cho nên là hiểu lầm thôi chứ không có gì. Ở trên đời này ở trên đời này ông ba tức con á, con ôm mẹ mà tức hoài. Má ơi, đói bụng quá má ơi. Con không thì được chứ mà cái ông già này nè, lớn tuổi rồi, có gia đình rồi, không có lo cho gia đình. Theo dê dãn vợ người ta là sao? Ba vợ đẹp. Vợ đẹp. Ba ơi, ba. Con tát mặt bây giờ ba gì đó. Ba ơi ba, má thơm lắm. Anh ơi, tôi nói cho anh nghe, con anh nó nói má nó thơm là nó khen. Con cái nào yếm mẹ nó khen mẹ là chuyện bình thường. Mà ai tôi cũng cha, không hiểu là anh qua cái này đi, tôi cũng không hiểu là thơm cỡ nào. Trời ơi, ông vừa nổi chứng rồi, ông vừa lại vũ nha, tôi đi về. Cái người đi nha, thì kiểm soát là cái vấn đề yêu đương của mình đi. Đàn ông gì mà yêu tầm 7, tầm 3 mà, đi về con, đi. Thôi không về đâu. Ê công nhận nhỏ ơi nhỏ, bà này cũng thơm như má mày vậy á. Trong em được cái thơm vậy á. Trời ơi thôi ông ơi, thơm chứ thơm trai chứ riêng ông là ông giống như ông ngoại tôi không có chịu đâu à. Nghĩ sao vậy? Dạ, ngồi lại con anh gì đó. Được. Dạ em chịu. Đi nhà hơn ổng đó. Vậy hả? Đem về bỏ tủ buffet coi chơi hả? Trời ơi bác thì già nhưng mà được cái là bác cái sắc đẹp bác nó thiên nhiên, còn bên này cũng già hơn bác đó. Nên bác thấy không đó, già mà chích bu tóc rồi nó mặt căng như cái lốp xe vậy, ấn vô muốn lủng luôn nè. Bậy bậy của người ta hàng Vin đó bà ơi. Thấy không? Vin má ơi, con nhìn khuyên bác vậy? Cũng thèm ăn bánh bao muốn chết luôn vậy. Hôm đó qua cô khuyên ông kia ông bơm vô cho nó nâng lên chút xíu chứ không xệ gì lắm. Bác nè, bác bơm sao mà để nó xệ cơ quá vậy, nhấc cái cơ nó lên. Trời tôi ơi, tôi làm ăn tôi không có thời giờ để sửa sắc đẹp. Thôi bây giờ bỏ đi bỏ đi, tôi nói nghe nè, mọi chuyện cũng chỉ hiểu lầm thôi. Cô đi hát á, cô cũng phải tự giữ mình. Còn mấy anh rồi đi tới á, thưởng thức người ta hát, con cũng vậy. À, có thể rung động ở một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Đúng rồi. Rồi cũng phải tìm hiểu người ta có gia đình hay chưa. Đúng rồi. Cứ yêu cuồng yêu đại như vậy, đôi khi á, ông chồng này á, ông còn hiểu được, ông không ghen tức thì gia đình người ta không tan vỡ. Chứ nếu không á, cái tình hình này á, gia đình người ta ly dị mấy anh có vui không? Trời ơi. Thôi vậy đi, từ nay trở đi đừng có yêu đương cái kiểu đó. Dạ, nữa. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, đỡ bụng quá. Ca sĩ thì người ta xin lỗi anh nha. Mọi người xin lỗi nha. Tôi tạm thời bỏ qua cái gì. Không, bắt tay vợ. Bắt tay vợ. Má của con, má của con, má của con. Gì thế này? Cái gì? Nó quay.
Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã thấy được có nhiều cách yêu của người đàn ông, từ trẻ tuổi cho tới lớn tuổi, và những người ngông cuồng như là của Hồ Việt Trung yêu một người ca sĩ, mặc dù người ta không biết là người ca sĩ này đã có gia đình, và nó tạo ra những tình huống thật là bất ngờ để cho quý vị có những tương cười thật là sảng khoái. Rồi bây giờ em cũng muốn nói gì không? Dạ, dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ. Dạ, bây giờ là chương trình có những cái món quà xin tặng cho ba vị khách mời của chúng ta. Má. Má. Cảm ơn con. Rồi qua đây đứng luôn đi nha. Đó, ôm má đi nha. Ba anh cái. Dạ. Quen. Cũng bắt được cái à. Mà chúng mình cởi đồ ra mình đo quần đi. Quà. Đây, đây, đấy. Quà. Mẹ chân mình dài hơn này. Anh thấy chưa? Rồi, rồi, người ta mạnh mẽ, người ta lịch lãm, người ta lịch sự, chứ không phải như hai bạn lúc nào cũng xoay dài, xoay mặt đẹp, xoay tay dài. Trời ơi, đợi đi, đợi đi, đợi đi nha. Tôi mà xong là tôi chặt cái bà chết luôn á. Bây giờ các bạn thay đổi tư duy tôi luôn rồi. Cô ơi, cô có thể cười với em cái được không? Tình cờ em hỏi cô bao cô chưa yêu. Ừ thì cô chưa yêu, bây giờ yêu nhé cô. Cô ơi. Học sinh. Dạ. Đứng. Wow. Học sinh. Ngồi. Dạ. Học sinh. Nam. Nói gì vậy? Có mặt giống Thúy Nga.